chiến, nhớ tới cửu đại nhân một mực tại đằng sau, nội tâm hội không hiểu yên ổn mấy phần. Ly Hương Nhi đứng tại gian giật bên người, lông mày của nàng thật sâu nhíu lên, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là ngưng trọng. Một trận chiến này quan hệ đến đông vực cách cục, quan hệ đến thanh linh bộ hạ cũ sở hữu con dân tồn vong. Câu Trần Vương bọn hắn chiến bại có thể rút đi bắc vực nam vực tây vực, các nàng như bại lại không đường có thể đi, chỉ có một con đường chết. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, xa xa chân trời, từng cái điểm đen xuất hiện, tiếp lấy điểm đen hội tụ hắc vân, cuối cùng che đẩy cả mảnh trời uổng phí, quân địch rốt cuộc đã đến. Trăm vạn đại quân có thể khiến người ta cảm giác được kiềm chế, 300 vạn đại quân có thể khiến người ta cảm giác được ngạt thở, giống như vượt qua 600 vạn đại quân, kia lại càng dễ khiến người ta cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Bất luận kẻ nào nhìn lên bầu trời đen nghịt bay tới từng mảnh từng mảnh quân đội, tương thiên uổng phí đều cho che đậy, mấy trăm vạn đại quân mang theo kinh khủng sát khí, có thể làm cho rất nhiều người bản năng hoảng sợ, bản năng sợ hãi. Không đúng, Ly Hương Nhi đôi mắt đẹp đột nhiên co rụt lại, nàng cẩn thận sau khi liếc nhanh mấy lần thở nhẹ, đây không phải 7,8 triệu quân đội, mà là hơn 1.000 vạn. Bạo Long Vương bọn hắn đã sớm phát hiện, sắc mặt biến đến phá lệ khó coi, thần chí của bọn hắn từng lần một đảo qua, xác định đối phương quân đội đích thật là hơn 1.000 vạn. Đông vực vạn tộc liên quân rút đi Tây vực lúc chỉ có 1.200 vạn, mới vừa rồi bị giết gần trăm vạn, vậy chỉ có thể còn lại 1.100 vạn hẻm núi kia một đầu còn để lại 400 vạn, bên này theo lý thuyết chỉ có 700 vạn quân đội, vì sao quân đội lại đạt đến hơn 1.000 vạn mà lại rõ ràng không chỉ 1.100 vạn số này, hẳn là đạt đến 1.200 vạn trở lên. Trong này chỉ có hai cái giải thích, hoặc là hẻm núi đầu kia 400 vạn quân đội là giả, là lợi dụng một loại nào đó huyễn thuật biến ra, để trinh sát dò xét sai lầm. Hoặc là, phượng nghe theo tây vực nam vực bắc vực chuyển quân đội xen lẫn trong bên trong, bất luận bên kia 400 vạn là thật là giả, quân đội số lượng rõ ràng không khớp, Phượng Nghê trăm phần trăm chuyển quân đội. Quả nhiên, Bạo Long Vương Thiên bằng Vương cùng Hạn Bạt Vương thần thức đảo qua, phát hiện rất nhiều xa lạ cường giả, Ngụy Đế cấp nhiều ba cái, Phong Vương cấp nhiều trên trăm cái, còn có một số đặc thù chủng tộc, rõ ràng là Tây vực Nam vực Bắc vực. Phượng Nghê, người quá hèn hạ. Bạo Long Vương cắn răng nghiến lợi khẽ quát một tiếng, thần thức khóa chặt đại quân hậu phương trầm chậm, chậm bay tới một chiếc xinh đẹp chiến xa. Kia trong chiến xa đồng dạng không có mở ra cấm chế, bên trong ngồi một người mặc màu hồng phấn váy, tóc bạc mắt bạc tuyệt mỹ nữ tử. Bạo Long Vương liếc mắt một cái liền nhận ra Phượng Nghê, đây tuyệt đối là bản tôn, loại kia khí độ căn bản là không có cách bắt trước. Kia là thiên yêu giới cấp cao nhất tiểu thư phong thái, bình thường nữ tử tỷ như Ly Hương Nhi cùng nàng so sánh lập tức ảm đạm phai mờ. Phượng Nghê ánh mắt không có xem Bạo Long Vương, mà là xuyên thấu qua lít nhà lít nhít đại quân, cách xa nhau mấy ngàn giảm khóa chặt bên này chiến xa bên trên đánh đàn giang giật trên thân. Giang giật nhắm mắt lại, hồn nhiên quên mình đàn tấu, trên mặt đều không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Loại kia Thái Sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc khí độ, để câu Trần Vương bọn người bội phục không thôi. Chỉ là, Phượng nghe trong mắt lại hiện lên vẻ thất vọng, nàng không có cùng Giang Giật đã gặp mặt, nhưng nghe nói đây là một cái tuyệt thế vô song, phong thần như ngọc đẹp nam tử, nhưng nàng cũng không có nhìn ra Giang Giật có bất kỳ chỗ thần kỳ, sở dĩ thoáng có chút thất vọng. Phượng Nghê công chúa, Bạo Long Vương quát khẽ, đây là chúng ta đông vực nội chiến, là chúng ta đông vực sự tình. Dựa theo năm đó bốn vị đại đế ước định, các ngươi không phải can thiệp chúng ta nội chính. Giờ phút này ngươi không chỉ có trợ giúp câu Trần Vương bọn hắn, còn tự mình triệu tập đại quân trực tiếp tham chiến, các ngươi đây là nghĩ phá hư ước định, xé bỏ điều ước sao? Ha ha, Phượng Nghe cười nhạt một tiếng xem thường, nhu nhu thanh âm truyền tới, Bạo Long Vương, ngươi không nên hiểu lầm, bản công chúa chỉ là tới du ngoạn, tuyệt sẽ không lẫn vào trong các ngươi chiến mặt khác những quân đội kia không phải ta triệu tập người có thể hỏi một chút bọn hắn bọn hắn giống như đều là tự nguyện tham chiến mà lại các vị đại đế đã đem bọn hắn trục xuất riêng phần mình sơn vực bọn hắn là thân phận tự do cùng chúng ta không quan hệ bạo long vương cùng cái này con nói nhảm nhiều như vậy làm gì mặt nàng cũng không cần người mắng nàng có ý nghĩa gì trực tiếp đi hạn bạt vương lên cơn giận dữ bạo giống một tiếng hạ lệnh toàn quân xuất kích tại đại quân xua đuổi dưới kia vài tỉ yêu tộc đầy trời chạy trốn giống như không trốn, sẽ bị đại quân vô tình đổ sát. Biến trận, câu Trần Vương trầm hống một tiếng, hơn một nghìn vạn đại quân nhanh chóng biến trận, vốn là một mảnh mây đen, giờ phút này mây đen ngưng tụ thành mấy chục con lợi kiếm, không lọt vào mắt kia bay đầy trời đi chạy trốn yêu tộc, đâm thẳng thanh linh bộ hạ cũ đại quân bản bộ. Câu Trần Vương các loại chờ sở hữu ngụy đế cấp một ngựa đi đầu, đằng đằng sát khí, ánh mắt đều khóa chặt miệng sơn cốc chiến xa bên trên đánh đàn nam tử, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng là giang giật. Lợi hại, hung ác, bạo long vương bọn người xem xét âm thầm bội phục, loại này trận hình có thể mức thấp nhất độ giảm bớt những cái kia yêu tộc tử thương, cũng sẽ không dẫn đến quân trận đại loạn. Bất quá coi như như thế, song phương đại quân khai chiến, cấp thấp yêu tộc vẫn là hội từng mảnh từng mảnh chết đi. Phượng nghe tâm quá độc ác, sở hữu đại quân phía trước công kích đều là tam vực quân đội, bọn hắn cũng mặc kệ những này yêu tộc chết sống. Phía sau quân đội muốn quản cũng không quản được, chỉ có thể đi theo phía trước công kích. Leng keng, thùng thùng, thảm liệt chém giết bắt đầu, chiến xa bên trên giang giật lại hồn nhiên không biết, quên mình tiếp tục đàn tấu, tiếng đàn du dương uyển chuyển, vang vọng phương viên trăm dặm. Chương 1799, không thích hợp. Chiến đấu rất khốc liệt, địa viêm cốc bên ngoài biến thành say thịt tràng, song phương quân lực bằng nhau, hoàn toàn là tại đối hao tổn. Đông vực liên quân là thanh linh bộ hạ cũ gấp 2, mà lại trong quân đội còn có tam vực tinh nhuệ, vốn là một đám người ô hợp, tại tam vực tinh nhuệ dẫn đầu hạ cũng biến thành dũng mãnh rất nhiều, Thanh linh bộ hạ cũ bên này quân đội sĩ khí phi thường cao, bởi vì bọn hắn không có đường lui, một trận chiến này thua bọn hắn tiêu thua toàn bộ, chủng tộc muốn diệt phong. Tăng thêm giang giật một mực tại đằng sau đánh đàn, sở dĩ vô cùng dũng mãnh, hung hãn không sợ chết. Đáng nhắc tới chính là giang giật truyền thụ cho hợp kích chiến trận, để quân đội chiến lực tăng lên rất nhiều, nếu như đối phương quân đội số lượng là ngang hàng lời nói, bên này tuyệt đối có thể nhẹ nhõm có thể đánh tan. Vấn đề chính là số lượng hoàn toàn không ngang nhau, điểm trọng yếu nhất đối phương cường giả rất nhiều. Trước kia bên kia ngụy đế cấp có 14, tăng thêm 3 cái sứ giả 17 cái. Đằng sau tại hoang vô Tri địa bị giết 4 cái, nhưng còn thừa lại 13 cái, lại nhiều 3 cái ngụy đế cấp, số lượng đạt tới 16 cái. Trái lại bạo long vương bên này, nguyên bản chỉ có 6 cái tăng thêm giang giật 7 cái, long ngạo chiến tử chỉ có thể hạ 6 cái, là đối phương số lẻ. Ngụy đế cấp lực phá hoại quá lớn, ngoại trừ phượng nghe bên ngoài còn lại 15 cái ngụy đế cấp đều động một ngựa đi đầu hóa thành từng thanh từng thanh lợi kiếm bắn thẳng đến mà đến, bọn hắn chiến lực quá hung tàn, nhẹ nhõm đem bên này quân đội cho xé rách ra từng đạo lỗ hồng. Nhìn thấy cái này 10 cái ngụy đế cấp một đường đâm xuyên đại quân mà qua, bắn thẳng đến giang giật muốn liên hợp lại chém giết hắn, rất nhiều tộc trưởng trưởng lão cuống lên, giang giật mà chết đi đối với sĩ khí đả kích kia là hủy diệt tính. Nhưng mà, để những tộc trưởng kia các trưởng lão kinh ngạc là, Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương Thiên Bằng Vương cùng mặt khác hai cái ngụy đế cấp căn bản không có xem phía sau giang giật một chút. Mang theo bản tộc cường giả cùng quân đội hóa thành từng thanh từng thanh mũi tên hướng đối phương quân đội công kích mà đi, thế mà cùng đối phương chiến lược giống nhau như đúc, tựa hồ cũng nghĩ xuyên qua đối phương đại quân, cầm xuống phượng nghe. Cái này, cái này, những tộc trưởng kia các trưởng lão một bên khổ chiến, một bên nội tâm kinh nghi bất định, bạo long vương bọn hắn mặc dù mãnh liệt, nhưng đối phương quân đội nhiều như vậy, khắp thiên đều là tầng tầng chặn đường, mà lại câu Trần Vương bọn hắn ngụy đế cấp thêm gấp 3, đoán chừng không đợi Bảo Long Vương bọn hắn đâm xuyên đi qua, Giang Giật tựu bị giết a. À. Giang Giật chết một lần, bên này quân tâm đại loạn, Bảo Long Vương bọn hắn còn có thể giết được Phượng Nghê. Phượng Nghê bên người mặc dù không có ngụy đế cấp, nhưng có mười mấy cái phong vương cấp, Bảo Long Vương bọn hắn diệt sát phong vương cấp không là vấn đề, nhưng cần thời gian a. À. Chờ bọn hắn đâm xuyên cái này ngàn vạn đại quân, lại diệt sát kia mười mấy cái phong vương cấp, đoán chừng Câu Trần Vương bọn hắn đều đã đắc thủ hồi viên. Các tộc tộc trưởng cùng trưởng lão không nghĩ ra, bọn hắn không có tư cách biết rõ ràng giật chiến thuật, chỉ có thể cắm đầu khổ giết, trơ mắt nhìn xem Câu Trần Vương 10 năm cái ngụy đế cấp, một chút xíu đột phá đại quân, rời đi giang giật càng ngày càng gần. Giang giật một mực tại đánh đàn, nhắm mắt lại, hồn nhiên vong ngã, tựa hồ hoàn toàn không biết nguy hiểm đã đến gần. Tại Câu Trần Vương bọn người đột phá một nửa khoảng cách về sau, Ly Hương Nhi lại động nàng chân sau một điểm phi thân lui vào địa viêm cốc, cũng không kể giang giật ẩn vào trong hạp cốc biến mất không thấy. Ách, cái này khiến một chút chú ý bên này tộc trưởng càng thêm không hiểu, ly hương như thế nhưng là giang giật nữ nhân, tại hắn gặp thời điểm nguy hiểm, sao có thể vứt bỏ hắn không để ý lẻ loi một mình thoát đi đâu. Câu trần vương nhóm cường giả thần thức một mực khóa chặt bên này, tự nhiên phát hiện ly hương nhi quái dị cử động, bất quá bọn hắn đều không để ý, một cái tiểu tộc tộc trưởng thôi, lưu lại cùng đào tẩu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa không thích hợp, ở ngoài mấy ngàn dặm phượng nghe, lông mày có chút một đám, nàng cảm giác không được bình thường. Giang giật quá bình tĩnh, bạo long vương bọn hắn quá ngu, ly hương nhi đi được quá quỷ dị. Hết thảy hết thảy đều để phượng nghe nội tâm có loại cảm giác xấu, bất quá không bao giờ nàng không biết cái nào xảy ra vấn đề chỉ có thể dùng thần thức một mực bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm quỷ dị chỗ. Tình huống hết thảy tốt đẹp, câu trần vương bọn người khoảng cách giang giật chỉ có 10 dặm, nhiều nhất thời gian một nén nhang liền có thể vò tới bên cạnh hắn. Giang giật nghe nói chiến lược rất mạnh, cũng không có đạt tới ngụy đế cấp, 15 cái ngụy đế cấp vẫn không giết được Giang giật một cái. Phượng nghe không tin tưởng, còn như bạo long vương bọn hắn, mặc dù cũng liều mạng đâm xuyên, vấn đề bên này quân đội nhiều lắm. Bọn hắn khoảng cách bên này còn có trăm dặm, Phượng nghe bên người mười mấy cái phong vương cấp trận địa sẵn sàng đón quân địch, muốn đâm xuyên tới công kích Phượng nghe ít nhất phải ba bốn nén nhang, khi đó câu trần vương bọn hắn đã sớm hồi viên. Hai bên quân đội đều tử thương thảm trọng, Đương nhiên đông vực liên quân bên này tử thương càng nhiều hơn một chút, là đối phương gấp hai. Bị kia vài tỷ yêu tộc xung kích, bên này quân trận có chút rối loạn, còn bị đối phương làm mục tiêu sống đập một trận. Bất quá phượng nghe cũng không sợ cái gì, bên này quân đội nhiều như vậy, nàng có thể tiêu hao nổi, thanh linh bộ hạ cũng lại hao không nổi. Mỗi thời mỗi khác đều có yêu tộc chết đi, mỗi một hơi thở thời gian đều có sinh linh diệt phong. Tiên huyết đã sớm nhuộm đỏ phía dưới một mảnh mặt đất, chân cụt tay đứt như mưa rơi xuống tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ, tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, từng tiếng không dứt tai, nồng đậm sát khí, không có yêu tộc trên người thú uy, đầy ngập tức giận bao phủ phạm vi ngàn dặm, để không khí bốn phía tựa hồ cũng động lại. Ai cản ta thì phải chết. Câu Trần Vương cùng kia 10 cái ngụy đế cấp hội tụ cùng một chỗ, rốt cục đột phá tầng cuối cùng phòng ngự. 15 đạo thân ảnh bắn tới, 15 đạo lưu quang đối miệng hẻm núi chiếc kia chiến xa hung hăng đập tới. Suy suy, kinh khủng công kích để tầng không gian tầng chấn động, xé rách ra từng đạo khe hở, trên chiến xa giang giật vẫn còn hồn nhiên quên mình đàn tấu, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, không có muốn tránh né ý tứ. Chỉ là tại thời khắc này khóe miệng lộ ra một đạo mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ mặt giải thoát. Oanh, 15 đạo lưu quang đập vào giang giật trên thân, phát sinh kịch liệt bạo tạc, kia cổ cầm đầu tiên nổ vỡ nát, tiếp lấy chiến xa 4 phần 5 liệt biến thành bột mịt, lại sau đó giang giật cả người cũng bị nổ thành khối thịt, cuối cùng miệng hẻm núi sơn băng điện liệt, đầy trời bụi mù cuồn cuộn mà lên làm sao có thể vô số thanh linh bộ hạ quốc tộc trưởng cùng trưởng lão trợn mắt hốc mồm thậm chí tại thời khắc này đều quên phòng ngựa cùng công kích bọn hắn đột nhiên quay đầu xuyên thấu qua kia đầy trời bụi mù nhìn qua giang giật phiêu tán rơi dụng huyết nhục thần thức từng lần một đảo qua liên tục xác định để bọn hắn khiếp sợ là giang giật thân thể xác thực chia năm xẻ bảy bị tươi sống cho nổ chết kia ruột trong máu bẩn chân cụt tay đứt đều bay đầy trời đây tuyệt đối không phải huyễn thuật là thật chết rồi không có khả năng không có khả năng một chút tộc trưởng nghẹn ngào thì thào trong lòng bọn họ thần làm sao có thể dễ dàng như vậy chết đi giang giật chết bọn hắn còn có thể sống sao oanh vào thời khắc này nơi xa đột nhiên truyền đến từng đạo kịch liệt tiếng nổ những tộc trưởng này cùng trưởng lão bọn họ nhao nhao bị bừng tỉnh thần thức quét tới lại xem không hiểu bạo long vương năm người ngụy đế cấp cường giả mang theo 10 cái phong vương cấp đâm xuyên đại quân mà đi giờ phút này kia 10 cái phong vương cấp lại toàn bộ tự bạo đây là tình huống như thế nào không chỉ có thanh linh bộ hạ cũ bên này, tự liền đông vực liên quân bên kia đều xem không hiểu. Chẳng lẽ Giang giật chết rồi, những cái kia phong vương cấp cảm giác sống được không có ý nghĩa sở dĩ cùng Giang giật cùng một chỗ chết theo. Quả nhiên có ma, lui, phượng nghe tại thời khắc này đột nhiên bừng tỉnh, nàng đối bên người mấy chục tên phong vương cấp khẽ kêu một tiếng, thân thể của mình bay ra chiến xa hướng nơi xa thối lui. Cắt cắt chương 1800, thay mận đổi đào, dầm dầm dầm, từng cái phong vương cấp tự bảo, cũng như 10 cái to lớn yên hoa chán phóng, những này phong vương cấp đều xông vào đông vực liên quân nội bộ, cái này sắp vỡ uy lực lớn dọa người, đem đông vực liên quân dọa cho choáng váng. Vô số quân sĩ cường giả bản năng hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, nhưng quân đội nhiều lắm, vẫn là có không ít quân đội bị tươi sống cho nổ chết. Càng nhiều quân đội bị tạc bay, hướng tứ phía tám mới bay bắn đi, đem bốn phía cho thanh ra từng cái chân không. Bạo Long Vương năm cái ngụy đế cấp đứng thẳng vị trí cũng không tệ, đều tại những này tự bảo phong vương cấp phía trước, sở dĩ bọn hắn mượn lực hướng phía trước bắn vọt, cấp tốc hướng Phượng Nghê lao đi. Lúc đầu có rất nhiều quân đội cùng cường giả trận đánh Bạo Long Vương bọn hắn, giờ phút này một đường không chỉ có thông suốt, ngược lại bởi vì bạo tạc để Bạo Long Vương tốc độ bọn họ tăng gấp bội, vẻn vẹn mấy hơi thời gian liền muốn đâm xuyên đại quân đi ra. "Lui!" Phượng Nghê khẽ kêu tiếng vang lên, nàng nhanh chóng mang theo mười mấy cái phong vương cấp chạy trốn, không chỉ là nàng cố kỵ Bạo Long Vương năm cái ngụy đế cấp nàng càng lo lắng là Giang giật, không sai, nàng không cho rằng Giang giật đã chết, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, cái kia thần bí cửu đại nhân đã như vậy cường đại cùng thông minh, như thế nào lại dễ dàng như vậy chết đi nàng một bên chạy trốn, một bên thần thức bốn phía liếc nhìn, nàng rất nhanh phát hiện vấn đề. Vừa rồi bởi vì bạo tạc, có rất nhiều quân sĩ đều bị tạc bay, có một ít yêu tộc bị tạc đến nàng bên này. Tại bạo Long Vương bọn hắn đột phá đại quân vây quanh lúc, một vài quân sĩ cường giả bản năng hướng nàng bên này gần lại đến, không biết là nghĩ bảo hộ nàng, vẫn là bản năng nghĩ vây quanh ở chủ soái bên người. Có một cường giả tốc độ thật nhanh, giờ phút này khoảng cách đã phượng nghe chỉ có mấy ngàn trượng, cường giả này trên mặt đều là hoảng sợ, trên thân còn có tiên huyết, mặc là câu trần quân chiến giáp. Giống như phượng nghe không có hoài nghi giang giật chết đi, có lẽ nàng sẽ không để ý người này, giờ phút này nàng thần thức ở đây trên thân người quét mấy lần, lập tức kết luận thân phận của người này. Ngăn lại hắn, hắn không phải chúng ta người, hắn là cửu đại nhân. Phượng nghe khẽ kêu, kia mười mấy cái phong vương cấp biến sắc, thần thức nhao nhao hướng phóng tới cường giả quét tới, nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện vấn đề gì, bất quá Phượng nghe nói bọn hắn không dám khinh thường, nhao nhao xuất thủ. Ông, cường giả kia trên thân bạch quang lóe lên, bên ngoài cơ thể chiến giáp thay đổi, biến thành một kiện màu xanh chiến giáp, khuôn mặt cũng biến thành phá lệ vấn giật, trong mắt sợ hãi thần sắc biến đổi, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, mở miệng nói, Phượng nghe công chúa, ngươi thật sự là quá thông minh, bất quá. Thôi, ngươi quả nhiên không chết. Phượng nghe một bên nhanh chóng chạy trốn, nội tâm triệt để bừng tỉnh đại ngộ. Tại lần đầu tiên nhìn thấy trên chiến xa đánh đàn cái kia cửu đại nhân lúc, nàng cũng cảm giác có một tia không đúng. Nàng luôn cảm giác cái kia cửu đại nhân trên thân thiếu một tia thần vật, một tia cường giả chân chính cùng chí giả đặc biệt khí chất, giờ phút này nhìn thấy chân chính cửu đại nhân nàng mới tỉnh ngộ tới. Thay mận đổi đào, mình tu sạn đạo, ám độ trần thương, quả nhiên lợi hại. Phượng nghe ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục, ban đầu cái kia giang giật là cái ngụy trang, hắn thật sớm tìm một cái thế thân, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, hấp dẫn câu trần vương bọn hắn đi công kích. Chính hắn chân thân kỳ thật đã sớm tiềm phục tại trong đại quân, khó trách Ly Hương Nhi lại đột nhiên rời đi, bởi vì bên kia giang giật là giả, dùng để chịu chết, Ly Hương Nhi làm sao có thể ở bên kia chờ chết. Dầm dầm rầm, mười mấy cái phong vương cấp đánh ra đầy trời lưu quang, đáng tiếc Giang giật nhục thân quá cường đại, căn bản thẻ không chết hắn. Trong tay hắn thần diệp quang mang sáng lên, thương thế trên người tiểu bị chữa khỏi, hắn như một cái hồng hoang như cự thú vào tới, nhẹ nhõm sát nhập vào đám này phong vương cấp bên trong. Giết, bạo long vương cùng hạn bạt vương thiên bằng vương năm người ngụy đế cấp nổ bắn ra mà đến, chia mấy cái phương hướng, thành hình quạt hướng phượng nghe vây giết mà tới. Mục đích không cần nói cũng biết, bọn hắn muốn bắt giặc trước bắt vua, cầm xuống phượng nghe. Phượng nghe thân phận tôn quý, là thiên phượng đại đế thích nhất tiểu tôn nữ, ai cũng không dám để nàng bị bất cứ thương tổn gì, thần nghe đại đế sứ giả không dám, hỏa hồ đại đế sứ giả không dám, câu trần vương cũng tương tự không dám. Trọng yếu nhất chính là, phượng nghe là bên này chủ soái chủ soái bị cầm xuống quân đội khẳng định sĩ khí hoàn toàn không có, cho dù có ngàn vạn đại quân cũng vô dụng, cuối cùng sẽ xuất hiện tan tác. Rất có ý tứ một sự kiện, phượng nghe cùng giang giật hai người kế sách đều là công kích đối phương chủ soái rất rõ ràng giang giật cờ cao thêm một bậc hắn mang theo bạo long vương năm cái ngụy đế cấp thành công tới gần phượng nghê câu trần vương bọn hắn nghĩ hồi viên đã muộn có thể xuất hiện giờ phút này loại cục diện cùng hai điểm thoát ly không được quan hệ đầu tiên là ngụy trang giang giật yêu tộc nhất định phải có cường đại thuật ngụy trang không thể bị địch nhân phát hiện rất may mắn giang giật bên này có một chủng tộc hồ mỹ tộc cái chủng tộc này thuật ngụy trang rất mạnh lần này ngụy trang giang giật chính là hồ mỹ tộc tộc trưởng tâm hắn cam tình nguyện nhận lấy cái chết bởi vì giang giật đáp ứng ra sức bảo vệ bọn hắn hồ mỹ tộc vạn nam vinh hoa phú quý một điểm nữa liền là giang giật bản thân nhất định phải có cường đại thuật ngụy trang rất khéo thanh linh đại đế ban cho hắn một loại thần kỳ công pháp linh nguyễn thuật dầm 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 giang giật hai cái to lớn thiết quyền mỗi một lần vung vẩy tự có một cái phong vương cấp đầu bạo liệt hắn thế không thể đỡ đập chết bốn năm cái phong vương cấp sau không có cùng còn lại phong vương cấp dây dưa càng coi thường bọn hắn công kích, nhanh chóng đâm xuyên qua vòng vây, hướng Phượng Nghê đánh tới. Hiu hiu hiu, nơi xa bạo Long Vương công kích tới, một cái đại thủ ấn vỗ xuống, để truy sát dây dưa giang giật phong vương cấp tốc độ đại giảm, thiên bằng vương cùng hạn bạt vương một trái một phải như hai đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén đi theo giang giật bắn thẳng đến Phượng Nghê mà đi. Phượng Nghê thiên tư tuyệt thế, sớm đã đột phá ngụy đế cấp. Đáng tiếc đột phá thời gian quá ngắn, tốc độ cũng không nhanh, so hạn bạt vương đều chậm, Giang giật tốc độ lại so thiên bằng vương còn nhanh hơn, làm sao có thể trốn được. Khác đừng công kích, ta nhận thua đầu hàng. Nhìn thấy giang giật như một đạo như lưu quang phóng tới, phượng nghe dứt khoát cũng không trốn, nàng khuôn mặt bình tĩnh sừng sững giữa không chung, trơ mắt nhìn giang giật một cái cự đại nắm đấm ở trong mắt nàng gấp rút phóng đại, nàng không có tránh né, càng không có phản kháng, chỉ là bình tĩnh nhìn qua giang giật. Một khắc cuối cùng giang giật nắm đấm biến thành móng vuốt, hắn đưa tay nắm phượng nghe cổ, thể nội thiên lực điên cuồng vận chuyển tiến vào phượng Nghê trong thân thể, phong ấn nàng thần hạch. Câu Trần Vương, các vị tộc vương, các người chủ soái đã đầu hàng, các người còn chờ cái gì ai còn dám động thủ ta giết phượng Nghê. Sang giật một tay bắt lấy phượng nghe cổ, quay người dùng thiên lực quát lớn, thanh âm chấn thiên động địa, vang tận mây xanh. Bạo Long Vương mấy người đại hỉ, đi theo bạo hống, đầu hàng không giết, nếu không chu diệt nhất tộc. Hai vị đại đế sứ giả trợn tròn mắt, câu Trần Vương cùng một đám ngụy đế cấp cũng trợn tròn mắt, đông vực liên quân càng là mộng, chủ soái bị bắt rồi, bọn hắn còn đánh cái cái giam A. À. Giết, bên này mộng, thanh linh bộ hạ cũ lại sĩ khí như hồng. Cửu đại nhân quả nhiên là giết không chết thần linh, là đánh đầu thắng đó quân thần, liền danh mãn thiên yêu giới phượng nghe công chúa đều bị hắn cầm xuống, ai còn có thể là đối thủ của hắn. Câu Trần Vương cùng hai vị đại đế sứ giả không dám hạ lệnh tiếp tục công kích, nếu không phượng nghe chết bọn hắn đảm đương không nổi. Sở dĩ đông vực liên quân bên này chiến cũng không phải, trốn cũng không phải, đầu hàng cũng không phải, triệt để không biết làm sao bây giờ. Trái lại thanh linh bộ hạ cũ sĩ khí đại trấn, bắt đầu từng mảnh từng mảnh đồ sát bên kia quân đội, theo thế cục này phát triển tiếp, trận này đại quyết chiến đại cục đã định. Ha ha, phượng nghê thần thức quét một lần toàn trường, mặc dù bị nắm cổ, nhưng vẫn là cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn qua giang giật nở nụ cười xinh đẹp nói, cửu đại nhân, người cho rằng ngươi thắng sao trên thực tế ngươi lần này thất bại thảm hại chương 1801, hoàn toàn thần phục. Thất bại thảm hại, Giang giật nội tâm hơi động một chút, hắn trầm ngâm một lát, một cái tay khác như thiểm điện tại phượng nghe sau đầu một kích, trực tiếp đem nàng đánh ngất xỉu đi qua. Đối với loại này trí tuệ siêu quần yêu nhân, Giang giật quen thuộc không nghe nàng bất kỳ lời nói nào, trước tiên đem bên này thế cục ổn định lại lại nói. Hắn không tiếp tục gọi hàng, tự đơn tay mang theo ngất đi phượng nghe đứng ngạo nghễ giữa không chung. Hắn lặng yên truyền âm cho bạo Long Vương bọn hắn xuất kích, mấy vị này như sao sơn mãnh hổ xông vào quân địch bắt đầu đổ sát, một bên đổ sát một bên bạo giống, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Mặc dù cầm xuống một cái phượng nghe, tinh thần đối phương đại yếu, nhưng bên này còn không có tuyệt đối khống chế thế cục. Sở dĩ giang giật cùng bạo long vương bọn hắn không dám khinh thường, trước hết để cho đối phương quân đội tan tác lại nói. Bên kia hai vị đại đế sứ giả cùng câu trần vương nội tâm thiên nhân giao chiến, nếu bọn họ hạ lệnh phản công mặc kệ phượng nghe, có lẽ có thể cùng thanh linh bộ hạ quốc tử chiến một trận, cuối cùng lưỡng bại câu thương, nhưng dùng giang giật tàn nhẫn tuyệt đối sẽ cái gì đều không quan tâm diệt Phượng Nghê. Phượng Nghê chết một lần, thiên phượng đại đế giận dữ. Đại đế không thể quang minh chính đại lẫn vào đông vực nội chính, nhưng hai vị sứ giả cũng không phải đông vực A, đường đường một cái đại đế muốn giết chết bọn hắn quá đơn giản. Câu Trần Vương cũng là như thế, như đại đế triệu kiến hắn, hắn có đi hay là không A. Sở dĩ cái này phản công mệnh lệnh không ai dám dưới, ba vị này đại lão cũng không dám làm loạn, còn lại tộc trưởng càng là cái dám cũng không dám phóng một cái. Bên này không có chủ soái, không có một cái nào đại nhân vật đứng ra chỉ huy, đông vực liên quân nội tâm loạn hơn, thậm chí còn có loại tộc chuẩn bị đầu hàng. Thanh linh bộ hạ cũng bắt đầu điên cuồng đồ sát, bạo long vương bọn người thế như trẻ tre, những nơi đi qua như vào trốn không người, mỗi lần công kích đều có từng mảnh từng mảnh yêu tộc chết đi. Trốn, đợi thời gian một nén nhang, Hai vị sứ giả cùng câu Trần Vương vẫn là không có bất luận cái gì động tính, một chút tiểu tộc tộc trưởng cuống lên, cắn răng mang theo bản thân quân đội bắt đầu chạy trốn. Bọn hắn trùng tộc nhỏ, coi như thắng cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, chiến hậu không được chia cái gì tốt địa bàn. Giờ phút này lưu tại chuyện này chỉ có thể vô ích bị giết, tha rằng như vậy không bằng đào tẩu. Rời đi Đông vực đi Bắc vực, Nam vực, Tây vực, dù sao tại Đông vực bọn hắn là làm tôn tử, đi địa phương khác làm tôn tử còn có thể bảo toàn bản tộc. Có một trùng tộc chạy trốn tự có cái thứ hai, tiếp lấy nhiều ôn dịch lan tràn tới toàn quân. Hai vị đại đế sứ giả liếc nhau hạ quyết tâm, hai người lặng yên đưa tin cho hai vực quân đội tập kết cùng một chỗ, sau đó cái gì đều không quan đới binh thoát đi. Cái này chiến đánh tới mức này, bại cục đã định, thần cũng vô pháp lực kéo cuồng lan. Đã như vậy lưu tại cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không bằng mang binh rời đi, giang giật xiết hay không phượng nghe đều không có quan hệ gì với bọn họ. Hai vị đại đế sứ giả đi, câu trần vương bọn hắn càng thêm trợn tròn mắt. Một chút hiệu chung với thần nghề đại đế hỏa hồ đại đế đại tộc học thông minh, nhau nhau mang binh thoát đi, bọn hắn chuẩn bị đi đầu quân Tây vực cùng Bắc vực, cái này đông vực không ngốc cũng được. Còn có rất nhiều chủng tộc đầu hàng, bọn hắn không muốn ly biệt quê hương, không muốn vứt bỏ bọn hắn tộc đàn, thanh linh bộ hạ cũng muốn đánh muốn giết đều mặc cho bọn hắn. Câu Trần Vương cùng hiệu trung thiên phượng đại đế đại tộc không đi, phượng nghe còn tại giang giật trong tay, bọn hắn có thể đi cái nào đi nam vực, đi đầu quân thiên phượng đại đế thiên phượng đại đế xác định sẽ không một bàn tay chụp chết bọn hắn. Thôi, thôi, bạo Long Vương đừng giết, chúng ta đầu hàng. Câu Trần Vương nghĩ nghĩ quyết định, đầu hàng có lẽ câu Trần Tộc có một đầu sinh lộ, không đầu hàng câu Trần Tộc tuyệt đối phải diệt tộc, mặc kệ là lưu tại Đông Vực vẫn là đi Nam Vực. Câu Trần Vương một đầu hàng, đại chiến cơ bản coi như kết thúc, còn lại còn có một số tại chống cự chủng tộc cùng đại quân hoặc là liền chạy, hoặc là cũng đồng dạng đầu hàng. Bất quá đầu hàng căn bản là hiệu trung thiên phượng đại đế bên này trùng tộc, bởi vì bọn hắn không có chỗ để đi, đi tây vực cùng bắc vực, kia hai bên tuyệt đối sẽ không tiếp thu. Sở hữu đầu hàng quân đội tại bạo Long Vương hạn bạt vương thiên bằng vương chỉ thị dưới, đi phía dưới quỳ, ngoại trừ câu trần vương các tộc trưởng ai dám đứng lên lập tức giết chết vô luận. Phía dưới hoang nguyên tất cả đều là tiên huyết cùng chân cổ tay đứt, giờ phút này những quân đội kia xuống dưới quỳ, nhìn xem đầy khắp núi đồi thi thể đều trở nên thấp thỏm lo âu, sợ Bảo long vương đem bọn hắn toàn bộ đánh chết. đầu hàng quân đội không tính quá nhiều, cũng không hề ít, cộng lại không sai biệt lắm có 300 vạn tả hiếu, còn lại quân đội hoặc là chết rồi, hoặc là chạy trốn. Bảo long vương cùng thiên bằng vương có chút không biết xử lý như thế nào, tù binh hạn bạt vương trong mắt hung quang lóe lên, ánh mắt nhìn về phía nơi xa chậm chậm bay tới giang giật truyền âm nói, đại nhân, những này quân đội cũng không thể lưu a, à, lưu lại hậu hoạn vô tận a. giang giật mang theo ngất đi phượng nghe bay tới hắn mặt không biểu tình không để ý đến hạn bạt vương, ánh mắt ở phía dưới câu trần vương nhóm cường giả trên thân đảo qua, trầm ngâm chốc lát nói câu trần vương, các ngươi sở hữu phong vương cấp trở lên cường giả tự sát đi, ta cam đoan chỉ cần có ta ở đây một ngày, các ngươi tộc đàn bất diệt. Ách, bạo long vương hạn bạt vương các loại chờ một đám đại tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bất quá bạo long vương cùng thiên bằng vương rất nhanh nghĩ thông suốt, giang giật biện pháp này là tốt nhất biện pháp xử lý. Chỉ cần câu Trần Vương cùng một đám phong vương cấp trở lên cường giả tự sát, cái này mấy trăm vạn quân đội liền không có bất cứ uy hiếp gì, đông vực cũng có thể khôi phục lại bình tĩnh. Giết không phải biện pháp, hữu thương thiên hòa, đông vực bởi vì trường hạo kiếp này nguyên khí đại thương, như thế thời khắc quả quyết không thể tiếp tục chu diệt, nếu không rất khó khôi phục lại nguyên khí. Câu Trần Vương cùng một đám tộc trưởng liếc nhau, trên mặt lộ ra một vòng buồn bã. Bất quá câu Trần Vương cũng không muốn chết, hắn nghĩ nghĩ cắn răng một chân quỳ xuống, Quát khẽ nói, "Cửu đại nhân, ta lần này là thật tâm chịu phục, ta nguyện thần phục với ngươi, triệt để." "Thần phục, còn lại ba cái ngụy đế cấp biến sắc, câu Trần Vương cái này thật không có cốt khí a, hoàn toàn thần phục kia là muốn làm giang giật hồn no a, phải dâng ra hồn trùng a." Sau đó bọn hắn nghĩ lại, mới phát hiện câu Trần Vương đây là sự thực thông minh. Chết không đáng sợ, bọn hắn đều không sợ tử vong, vấn đề là bọn hắn chết rồi, bọn hắn tộc đàn thật có thể giữ lại. Giang giật nói, chỉ cần có hắn tại một ngày có thể bảo chứng bọn hắn tộc đàn bất diệt. Bất diệt là một chuyện, chèn ép là một chuyện khác, chắc hẳn hạn bạt vương các loại chờ, đại tộc tộc trưởng cũng sẽ không để bọn hắn tộc đàn thời gian tốt hơn. Dạng này lâu dài xuống dưới, bọn hắn tộc đàn càng ngày càng yếu, chờ giang giật chết rồi, bọn hắn tộc đàn tuyệt đối sẽ lập tức bị diệt tộc. Trở thành giang giật hồn nô, câu trần vương mệnh bảo vệ, hắn đi theo giang giật. Hạn Bạt Vương dám đánh áp câu trần tộc còn lại ba cái ngụy đế cấp tộc trưởng cùng mấy cái khác đại tộc tộc trưởng cắn răng, toàn bộ một gối quỷ xuống nói chúng ta cũng nguyện ý hoàn toàn thần phục. Vì tộc đàn có thể kéo dài, vì về sau Đông Sơn tái khởi, mấy vị này đông vực đỉnh cấp đại yêu cúi xuống bọn hắn kiêu ngạo đầu lâu, triệt để hướng Giang Giật thần phục. Đương nhiên, Giang Giật biến thái trí tuệ cùng chiến lực, để bọn hắn cũng không cảm giác mất mặt. Phượng Nghê đều thua bởi hắn, bọn hắn thần phục lại có cái gì quá không được. Hạn bạt phương bạo Long Vương bọn hắn không dám nói gì, dù sao Giang Giật là bọn hắn thống soái là thanh linh đại đế sứ giả, Giang giật có tư cách này tiếp thu mấy cái này nô bộc. Giang giật suy nghĩ một phen, có thể thu hạ mấy cái ngụy đế cấp nô lệ cũng không tệ. Còn lại tộc trưởng toàn bộ đều là phong vương cấp, không thể so với ô thiên vương long thiên vương yếu. Loại này cấp bậc nô lệ không muốn hắn liền là ngu ngốc rồi, mà lại thu phục câu trần vương bọn hắn, cái này 300 vạn đại quân vậy liền biến thành hắn đội thân vệ. Trường 1802, người đoán ta đoán không đoán thuận lợi nhận bốn cái ngụy đế cấp cùng 300 vạn quân đội, chàng chiến dịch này dùng đại thắng mà kết thúc. Tiếp lấy Giang Giật mang theo cái này 300 quân đội hồi trở lại Long Cốc, hạn bạt vương bảo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương thì bắt đầu mang theo đại quân quét ngang Đông Vực, hoặc là đem những cái kia đào tẩu chủng tộc chém giết, hoặc là đem bọn hắn trục xuất khỏi Đông Vực. Một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến, dùng Giang Giật thâu thiên hoán nhật tập kích bất ngờ Phượng nghe thành công cầm xuống nàng mà thu hoạch thắng lợi. Thanh Linh Bộ Hạ cũng trở thành Đông Vực bá chủ, giống như ba vị đại đế còn muốn mặt, là không thể nào lại lẫn vào đông vực nội chính. Trận này nội chiến kéo dài hơn một năm thời gian, đông vực nguyên khí đại thương, chiến tử quân đội đạt tới mấy ngàn vạn, chiến tử yêu tộc càng là vô số kể. Ba vị đại đế không muốn đem đông vực biến thành tử địa, nghĩ nhưng cũng sẽ không lại xuất thủ, đại chiến hẳn là triệt để hạ màn. Đông vực liên quân đại bại bại không thành binh, đều bị giết sợ. Giống như một vị nào đó đại đế muốn báo thù, chỉ có thể thúc đẩy đông vực quân đội một lần nữa giết trở lại đến, bọn hắn ở bên trong trộn lẫn quân đội của mình. Như Phượng Nghe nói, những này quân đội là tự nguyện, bị khu trục xuất cảnh, không tính là con dân của bọn hắn. Nhưng như vậy, ba vị đại đế danh khí sẽ triệt để xấu. Loại chuyện này là một lần có thể, lần này cũng là Phượng Nghe làm, giống như lần thứ hai còn làm như vậy, bất luận làm sao che giấu lịch sử, ba vị đại đế đều sẽ trở nên xú danh chiêu, dùng thân phận của bọn hắn tới nói hiển nhiên sẽ không như vậy không có phẩm sở dĩ lần này nên tính là triệt để thắng lợi bất quá giang giật trở lại long cốc về sau không hiểu có chút bất an phượng nghe trước khi hôn mê câu nói kia thỉnh thoảng phù trong đầu của hắn cửu đại nhân ngươi cho rằng ngươi thắng sao trên thực tế ngươi lần này thất bại thảm hại hắn để ba vị ngụy đế cấp đi trấn an đầu hàng quân đội để bọn hắn tại long cốc chờ lệnh về sau hắn thì câu Trần Vương cùng Ly Hương Nhi tiến vào trong Long Cốc một ngôi đại điện, đây là đã từng bạo Long tộc Vương Cung. Ông, hắn hỗn nguyên châu bên trong sáng lên, đem Phượng Nghê tung ra ngoài, hắn thần thức đã sớm dò xét một lần, Phượng Nghê thần hạch còn bị phong ấn, có câu Trần Vương tại, chiến lực của hắn cũng rất mạnh, sở dĩ không sợ Phượng Nghê dở cho quỷ. Phượng Nghê bị phóng ra về sau, một mặt bình tĩnh, nàng cặp kia con mắt màu bạc ở trong đại điện liếc mấy cái, lập tức rơi vào câu Trần Vương trên thân câu trần vương hơi biến sắc mặt cúi đầu phượng nghe nhưng không có nói cái gì mà là ánh mắt nhìn về phía giang giật nói cửu đại nhân hảo thủ đoạn thế mà có thể đem câu trần vương cho hàng phục giang giật không tâm tình cùng phượng nghe đàm tiếu ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm phượng nghe hỏi phượng nghe công chúa người nói ta thất bại thảm hại ta rất hiếu kỳ cái này bại là thế nào cái bại pháp phượng nghe cười nhạt một tiếng thế mà quay người hướng bên cạnh đi đến ngồi tại một cái ghế đầu trên lên nước trà chính mình rót một chén uống một ngụm lúc này mới quay đầu cùng giang giật nói ra ngươi đoán người đoán ta đoán không đoán giang giật trả lời một câu sát khí trên người dâng lên lạnh lẽo âm u nói ra phượng nghe công chúa ta mặc dù không quá ưa thích giết nữ nhân nhưng ngươi bức gấp ta ngươi không dám giết ta phượng nghe xảo thiếu yên này như một cái hồ ly tinh con mắt đều cười thành một đường nhỏ nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói đừng nóng vội ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ ly hương nhi người ra ngoài giang giật phung tay lên Lý hương nhi nhanh chóng lui ra giang giật thân thể lóe lên nắm phượng nghe cổ đưa nàng trực tiếp nâng giữa không trung lạnh băng băng nhìn qua nàng nói ra cuối cùng hỏi ngươi một lần nói hay không lại một lần nữa bị giang giật nắm cổ cảm thụ được trên người hắn cuồn cuộn sát khí phượng nghe sắc mặt vẫn là không có cải biến nàng đôi mắt nhất chuyển ở trên cao nhìn xuống nhìn qua giang giật nói ta nhớ được ngươi trước kia không có ngược đãi nữ nhân quen thuộc a chẳng lẽ bởi vì ta là yêu tộc ngươi liền muốn phá lệ như vậy không tốt đâu giang giật Oanh, tựa như một đạo kinh lôi đánh xuống, giang giật hổ khu run lên, bên kia câu trần vương con người co rụt lại, mơ hồ có ta minh bạch phượng nghe ý tứ. Người trước kia ta là yêu tộc giang giật, mặc dù câu trần vương cũng không biết rõ giang giật hai chữ này đại biểu có ý tứ gì, nhưng hắn biết rõ phượng nghe năm đó bị nàng thân thúc thúc kém chút giết chết, về sau nản lòng thoái chí rời đi thiên phượng thành, trong khoảng thời gian này không còn có bất cứ tin tức gì của nàng, là bởi vì phượng nghe căn bản không có tại thiên yêu giới. Phượng Nghê đi bên ngoài, đi thiên giới, thẳng đến trước đó không lâu mới trở về. Mà cái này thần bí cửu đại nhân, đột nhiên xông ra, thoáng cái trở thành thanh linh bộ hạ cũ thông soái Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ràng giật rất có thể là thanh linh đại đế sứ giả, nói rõ hắn cùng thanh linh đại đế đã gặp mặt, nói rõ hắn đến đến bên ngoài, không phải yêu tộc, mà là nhân tộc, thất bại thảm hại. Giang giật rốt cuộc minh bạch bốn chữ này hàm nghĩa, Phượng Nghê khám phá hắn nhân tộc thân phận, đồng thời rất có thể âm thầm đưa tin cho thiên phượng đại đế bốn vị đại đế năm đó từng có ước định không phải lẫn nhau can thiệp lẫn vào đối phương nội chính sở dĩ trước đó giang giật kết luận ba vị đại đế sẽ không lại tìm đông vực phiền phức hắn có thể tiếp tục an gối không lo tại đông vực sinh hoạt tu luyện nhưng là đây hết thảy đều xây dựng ở một cái điều kiện tiên quyết thân phận của hắn không bại lộ thân phận của hắn bại lộ hắn là nhân tộc thiên phượng đại đế sẽ không cố kỹ chút nào trực tiếp tới diệt sát hắn không trộn rộn đông vực nội chính vấn đề giang giật là nhân tộc không phải thiên yêu giới con dân, sở dĩ bất kỳ một cái nào yêu tộc đều có thể giết hắn. Người âm thầm đưa tin cho thiên phượng đại đế giang giật trong mắt sát cơ tăng vọt, nắm bắt phượng nghe tay có chút run run, hắn rất sợ không cẩn thận liền đem cái này tuyệt đại mỹ nhân cổ cho tan thành phấn vụn. Đúng, phượng nghe lông mày có chút nhíu lên, rõ ràng bị giang giật cho bóp đau, nàng bình tĩnh nói ra, trước đó ta chỉ là hoài nghi thân phận của ngươi nhưng cũng không khẳng định, cũng không có chứng cứ. Theo ý ta đến ngươi lần đầu tiên, ta tự kết luận ngươi thân phận, lực thần quyết công pháp, hỏa diễm, thần âm thiên kỹ, thần thụ diệp, đây đều là thần thông của ngươi cùng đặc điểm. Còn có người cuối cùng biến mất địa điểm là độc ma tử địa, mà nơi đó vừa vặn là tiến vào chúng ta thiên yêu giới lối đi duy nhất. Tại ta xác định thân phận của ngươi về sau, ta lập tức thông qua chúng ta thiên phượng tộc đặc thù thần thông đưa tin cho đại đế, đoán chừng giờ phút này hắn đã ở nửa đường. Phượng nghe đoạn thời gian trước một ngực tại thiên giới, nàng có thể đoán ra thân phận của mình, điểm ấy giang giật cũng không kỳ quái hắn hiếu kỳ chính là phượng nghe lại dám nói cho hắn biết nàng không sợ chết trước đó kéo lấy nàng đệm lưng hắn nhíu mày hỏi người cứ như vậy tự tin ta không dám giết ngươi dù sao đều là chết đao phong ta cũng dám giết thanh đế ta cũng dám nhục mạ huống chi ngươi cho ta một cái không giết ngươi lý do phượng nghe hoàn toàn có thể không nói cho hắn những chuyện này chờ thiên phượng đại đế sau khi đến trong nháy mắt miểu sát hắn nàng liền có thể thoát thân lại thế mà nửa điểm đều không giấu giếm lý do rất đơn giản Phượng Nghê sắc mặt biến đến trang nghiêm, nghiêm mặt nói ra, giang giật, ngươi là một cái tuyệt thế thiên tài, minh giới sẽ quy mô tiến công thiên hồng giới, nhân tộc một khi diệt phong tựu đến phiên yêu tộc. Ta không hy vọng thiên tài như thế vẫn lạc tại ta thiên yêu giới, ta hy vọng ngươi có thể bình an trở về. ầm, um, Phượng Nghê còn chưa lên tiếng, giang giật một cái tay khác đối bụng của nàng hung hăng đập tới, để Phượng Nghê đau đến eo đều cong, trong mắt của hắn hung quang hết đường, hung dữ nói ra, nói tiếng người, lại lằng nhà lằng nhằng, có tin ta hay không đưa người tiền dâm hậu sát. Tốt ha, à, Phượng Nghê thật sâu hít hai cái khí, bình tĩnh nói ra ta muốn cùng ngươi làm giao dịch, ta để ngươi bình an rời đi thiên yêu giới, bất quá ngươi nhất định phải đem. Thanh kiếm kia cho ta, tên điên, mặc dù không biết Phượng Nghê từ nơi nào đạt được liên quan tới hỏa long kiếm sự tình, nhưng giang giật đầu chuyển vài vòng, vẫn là bị Phượng Nghê điên cuồng làm chấn kinh. Cửu Dương Thiên Đế đã từng nói, giang giật mà chết hỏa long kiếm tự động tách rời tìm kiếm chủ nhân tiếp theo. Nhưng giống như hắn chủ động giải trừ dấu ấn tinh thần, đem hỏa long kiếm chuyển tặng đâu hỏa long kiếm tự nhiên là sẽ không tách rời, không biết bay vào tới vạn giới, cuối cùng có thể sẽ bị phượng nghe luyện hóa, mà phượng nghe rất có thể trở thành kế tiếp thiên đế truyền nhân. Phượng nghe dùng mạng của mình tại đánh cược, cược giang giật sẽ vì mạng sống, vì tộc nhân thân nhân thê tử, đem thanh kiếm kia chuyển tặng cho nàng. Hỏa phượng đại đế đến một lần giang giật hẳn phải chết, hắn trốn không thoát thiên yêu giới, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị thiên phượng đại đế đánh giết. Sở dĩ phượng nghe cảm thấy giang giật hoặc là lựa chọn chết, hoặc là chỉ có thể lựa chọn hợp tác. chương 1803, yêu tộc đại đế. Hợp tác, giang giật trầm mặc, giống như cùng phượng nghe hợp tác, có nàng cầu tình quần nhau, đem chính mình đưa ra ngoài thiên yêu giới vấn đề không lớn. Nghe nói nàng là thiên phượng đại đế yêu thích nhất hậu bối, phân lượng đầy đủ trọng. Hỏa long kiếm cho nàng, Giang giật trong lòng cười lạnh, không có hỏa long kiếm, hắn về sau lấy cái gì đi lực kháng thanh để hắn ra thiên yêu giới còn không phải một chữ chết. Hắn trầm ngâm một lát, tay lần nữa tìm tòi, đối phượng nghe cái ót hung hăng đập tới, đưa nàng cho thẻ choáng thu nhập thiên hàn châu bên trong. Hắn coi thường đôi mắt lấp lé câu Trần Vương, xứng sở tại nguyên chỗ não hải nhanh chóng chuyển động nghĩ đến biện pháp. Câu Trần Vương là hắn hồn nô, là linh thú, hắn chết câu Trần Vương cũng phải chết, mà lại câu trần linh hồn bên trong cũng không dám lên bất luận cái gì mưu hại hắn ý nghĩ, sẽ chỉ nghĩ biện pháp giúp hắn. Coi như câu trần vương biết mình nhân tộc thân phận, cũng không có gì lớn. Lại một lần nữa đứng trước hẳn phải chết nguy cơ, giang giật rất không cam tâm, thanh linh bỏ ra lớn như vậy đại giới đem hắn đưa vào thiên yêu giới. Hắn thật vất vả tại thiên yêu giới đặt chân vững vàng, vốn cho rằng có thể an nhàn sinh hoạt, cố gắng tu luyện, lại không nghĩ rằng tại đại chiến thắng sau thân phận lại bại lộ. Hắn không biết làm sao ra thiên yêu giới, câu Trần Vương đoán chừng cũng không hiểu, giống như khảo vấn Phượng Nghê, có cơ hội hỏi ra. Nhưng coi như hỏi ra, hắn có thể chạy đi sao? Phong đế cấp cùng phong vương cấp là hoàn toàn khái niệm khác nhau, tựa như thần đế cùng phong vương cấp, năm đó thanh đế tại số ngàn vạn dặm bên ngoài kém chút một trường tự chụp chết hắn, giống như cho thanh đế tới gần tuyệt đối có thể trong nháy mắt miểu sát hắn. Giang giật linh hồn là nhược điểm, phong đế cấp linh hồn quá mạnh, coi như thiên phượng đại đế công kích linh hồn không phải rất am hiểu khẳng định hoặc nhiều hoặc ít biết một chút lui một vạn bước nói không sử dụng công kích linh hồn hắn coi như quang minh chính đại trận đánh giết giang giật dùng tốc độ của hắn giang giật căn bản là không có cách kịp phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị giết sở dĩ cưỡng ép phượng nghe căn bản không phải biện pháp đã như vậy hắn liền không có bất kỳ phương pháp nào ngăn cản thiên phượng đại đế giết hắn nghĩ tới nghĩ lui như muốn tiếp tục sống chỉ có thể cùng phượng nghe hợp tác phượng nghê hẳn là đoán chắc đây hết thảy cho nên nàng quang minh chính đại cùng giang giật ngả bài nói rõ muốn hỏa long kiếm trừ phi giang giật không muốn sống cái kia có thể kéo lấy nàng cùng một chỗ chết theo ai cũng không muốn chết mỗi người đều có chính mình lo lắng đều có chính mình muốn bảo vệ đồ vật cũng như câu trần vương cùng những cái kia ngụy đế cấp bọn hắn không sợ chết liền sợ chủng tộc của bọn họ diệt phong sở dĩ cuối cùng đều lựa chọn hướng giang giật hoàn toàn thần phục thời gian từ từ trôi qua một nén nhang đi qua Giang giật vẫn là thúc thủ vô sách. Ánh mắt của hắn nhìn về phía câu Trần Vương hỏi, ngươi nhưng có biện pháp giúp ta ngăn trở thiên phượng đại đế. Câu Trần Vương đắng chát cười nói, thiên phượng đại đế là bốn vị đại đế bên trong tối cường, mà lại bá đạo nhất. Chủ nhân, trừ phi ngươi cùng phượng nghe công chúa hợp tác bên ngoài, ngươi không đường có thể đi, chạy trốn tới cái nào đều là chết. Giang giật hít một hơi thật sâu, trong đầu đều là không cam tâm, đem hỏa long kiếm giao ra, sau đó cùng cầu bị khu trục ra thiên yêu giới, tiếp theo bị thanh đế bọn hắn truy sát không không giang giật trên mặt lộ ra một vòng kiên định hắn đã đáp ứng cửu dương thiên đế cho dù chết cũng không thể mất đi thanh kiếm này địa sát phương trịnh trọng đã thông báo hắn mệnh có thể ném kiếm không thể ném chạy trốn tới cái nào đều là chết hắn đột nhiên nhớ tới câu trần vương lời nói linh hồn run lên hắn đôi mắt lấp lóe vài vòng vẻn vẹn mười vẹn hơi thời gian hắn quát khẽ câu trần vương đi đem tất cả tộc trưởng gọi vào đây ngoài ra để cho ly hương nhi vào đây Ly Hương Nhi nhanh chóng đi tới, Giang giật mi tâm sáng lên, một viên kim sắc hồn trùng bay ra trực tiếp bắn vào Ly Hương Nhi não hải. Ly Hương Nhi mặt mũi tràn đầy kinh hãi bắt lấy Giang giật tay hỏi, chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Nếu như không có đại sự phát sinh, Giang giật làm sao có thể vô duyên vô cớ đem hồn trùng trả lại cho nàng Ly Hương Nhi đối với Giang giật là tuyệt đối trung thành. Cái này hồn trùng có trả hay không nàng đều không thèm để ý, nàng chỉ là lo lắng có đại sự xảy ra. Không có việc gì, Giang giật mỉm cười sờ lên ly hương nhi mái tóc, bình tĩnh nói ra, ta có chút việc gấp muốn ra ngoài một chuyến, người lập tức đưa tin cho Bảo Long Vương, để hắn trở về. Ta không có ở đây thời gian bên trong, đông vực hắn là vua, ta hội lưu lại hai cái ngụy đế cấp cùng kia 300 vạn quân đội phụ trợ hắn, ai dám không phục để Bảo Long Vương giết chết bất luận tội. Giang giật lấy ra giấy bút khởi thảo một phong thư, đưa cho ly hương nhi. Câu Trần Vương mang theo ba cái kia ngụy đế cấp cùng một đám phong vương cấp tộc trưởng vào đây, đây đều là giang giật hồn nô, hắn không nói nhảm, cho thấy hắn muốn ra ngoài một đoạn thời gian, hắn không tại thời gian toàn bộ đều nghe theo bạo long vương mệnh lệnh. Chủ nhân, Ly Hương Nhi càng gấp hơn, cũng không dám hỏi nhiều cái gì, chỉ là đầy mắt lo lắng nhìn qua giang giật. Giang giật không có giải thích, vỗ vỗ Ly Hương Nhi bả vai, đem câu Trần Vương cùng một cái khác ngụy đế cấp thu nhập không gian giới chỉ, thân thể hướng ra phía ngoài bay đi, bay ra long cốc lúc hắn chuyển âm trở về, Ly Hương Nhi đừng lo lắng, nhiều nhất nửa năm ta liền có thể trở về, đông vực không có việc gì. Có bạo long vương tại, các người thần ly tộc cũng sẽ không có sự tình, các người an tâm ở lại đi. Giang giật hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại phía tây bầu trời, ly hương nhi chỉ có thể trơ mắt nhìn qua hắn rời đi. Nàng thất kinh suy nghĩ lung tung một hồi, cuối cùng chỉ có thể nhanh chóng phái binh đưa tin cho bạo long vương hạn bạt vương cùng thiên bằng vương, để bọn hắn lập tức gấp trở về. Giang giật lưu lại hai cái ngụy đế cấp, còn có mười mấy cái tộc trưởng, đây đều là hồn nô, là tuyệt đối chấp hành giang giật mệnh lệnh. Sở dĩ mặc dù giang giật mang theo câu Trần Vương cùng Phượng Nghe đột nhiên rời đi, cũng không có tại Long Cốc gây nên quá lớn bạo động. Tại Phượng Nghe nói ra giang giật thân phận trước đó, Ly Hương Nhi đã đi ra, nàng căn bản đoán không ra đến cùng chuyện gì xảy ra dẫn đến giang giật vội vàng như thế an bài một ít chuyện lập tức nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Phía đông là hoang vu chi địa, bên kia ngược lại là có vài ức yêu tộc con dân. Sang giật đột nhiên qua bên kia, chẳng lẽ bên kia xảy ra chuyện Phượng Nghi An bài đại quân tập kích bên kia yêu tộc? Ly Hương Nhi không nghĩ ra, nàng chỉ có thể ngồi tại Long Cốc Đại Điện bên trong khổ đợi, chờ Bạo Long Vương bọn hắn trở lại hãm nói. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, tại gần nửa ngày sau, Ly Hương Nhi rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Ông Long Cốc phía trên không gian đột ngột có chút ba động, tiếp lấy một thân ảnh mơ hồ ở trên không ngưng tụ, một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức bao phủ toàn bộ Long Cốc. Hiu hiu hiu. Giang giật lưu lại hai cái ngụy đế cấp cường giả đã bị kinh động, thân thể bắn ra, bất quá tại hai người ánh mắt khóa chặt giữa không trung cường giả thân ảnh mơ hồ về sau, lập tức sợ hãi bay xuống quỳ trên mặt đất. Bịch, hai vị ngụy đế cấp một quỳ, còn lại phong vương cấp tự nhiên cũng quỳ, tiếp lấy 300 vạn đại quân đều quỳ trên mặt đất, kia hai cái ngụy đế cấp cường giả quát khẽ tham kiến đại đế. Tham kiến đại đế, 300 vạn quân đội hoảng sợ đi theo quát khẽ, bọn hắn thấy không rõ trên không cái thân ảnh kia, nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được cường giả này kia như biển máu hung uy, như thế khí tức cường đại, chỉ có thể là yêu tộc ba cái đại đế một trong. Thân ảnh mơ hồ cũng không có mở miệng, trên người hắn phật ra một đạo thanh phong, cái này thanh phong tại trong long cốc dạo qua một vòng, tại ly hương nhi trên thân thổi qua. Giờ khắc này ly hương nhi cảm giác chính mình không có bất kỳ cái gì bí mật, trong linh hồn hết thảy đều bị cái này đại đế được biết. Chạy trốn hư, thân ảnh mơ hồ truyền ra một đạo rét căm căm lời nói, tiếp lấy thân ảnh hóa thành hồng quang lóe lên, chỉ là một hơi thời gian tự biến mất tại phía đông bầu trời cuối cùng. chương 1804, hối hận làm người. Thiên phượng đại đế xuất hiện một khắc này, Ly Hương Nhi trong nháy mắt minh bạch thất bại thảm hại bốn chữ y tứ, minh bạch giang giật vì sao muốn an bài hậu sự, vì sao muốn lập tức chạy trốn. Ly Hương Nhi rất rõ ràng giang giật thân phận, biết rõ giang giật là nhân tộc. Đã thiên phượng đại đế dám đến truy sát, nói rõ phượng nghe xem thấu giang giật thân phận, âm thầm đưa tin cho thiên phượng đại đế. Tại minh bạch một cắt sự tình về sau, Ly Hương Nhi toàn bộ thân thể đều sụi lơ tại trong cung điện, cảm giác giống hết y như là trời sập. Giang giật trước khi đi nói qua, đông vực không có đại sự, thiên phượng đại đế biết rõ hắn thân phận, cùng đông vực thế cục không có liên quan quá nhiều. Đông vực y nguyên vẫn là các nàng, có bạo long vương tại thần ly tộc hoàn toàn chính xác không có nửa điểm sự tình. Nhưng Ly Hương Nhi vẫn là cảm giác được hoảng sợ sợ hãi, bởi vì Giang giật phải chết nàng là giang giật nô lệ hai người tuy có qua tiếp xúc ra thịt về mặt thân phận nhưng vẫn là chủ nô giang giật chưa bao giờ nói qua thích nàng không có công nhiên cho thấy ly hương nhi là nữ nhân của hắn ly hương nhi còn khôi phục tự do thân chỉ là trong khoảng thời gian này giang giật sở tác sở vi để ly hương nhi phát ra từ sâu trong linh hồn sùng kính hắn lưu luyến si mê hắn yêu thích hắn nàng đem giang giật trở thành nàng thiên thiên lại muốn sụp nàng đã mất đi phương thốn hoàn toàn không biết như thế nào cho phải chỉ có thể không ngừng đưa tin cho bạo long vương hạn bạt vương thiên bằng vương, để bọn hắn mau chóng gấp trở về. Giang giật trong lòng nàng là vĩnh viễn không thể chiến thắng, là thần linh tồn tại, nhưng giang giật cảnh giới chỉ có phong vương cấp, thực lực tổng hợp chỉ có thể so ngụy đế cấp. Đối phương xác thực thiên yêu giới đệ nhất cường giả thiên phượng đại đế, giang giật trốn tiểu nửa ngày thời gian, vấn đề là hắn có thể bỏ chạy cái nào. Giang giật bỏ chạy phía đông, hắn không có thời gian đi cố tình bày nghi trận, thiên phong đại đế tốc độ quá nhanh quá nhanh, mà lại thần thức cường đại nhẹ nhõm có thể truy tung đến hắn sở dĩ đường vòng đi khác đừng địa phương nghĩ che giấu hành tung kia là vẽ rắn thêm chân hắn thẳng tắp nhắm hướng đông bên cạnh chạy đi một mực tại vận dụng huyền hoàng chi lực một mực bằng nhanh nhất tốc độ bay đi hắn biết gió có hay không sống tiếp hy vọng tự nhìn hắn có thể hay không tại thiên phượng đại đế đuổi kịp trước đó chạy trốn tới một chỗ cái chỗ kia gọi ác ma thâm uyên thiên yêu giới đệ nhất việt địa chạy trốn tới ác ma thâm uyên cũng không đại biểu có thể sống nhưng ít ra có một tia hy vọng, bởi vì nơi đó nghe nói các vị đại đế cũng không dám xâm nhập, mà hắn từng tại ác ma thâm uyên bên trong may mắn sống tiếp được. Chủ nhân của cặp mắt kia phi thường khủng bố, lại bị hắn một kiếm cho bổ xuống. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ ít hắn đã từng theo ác ma thâm uyên bên trong trốn thoát, sở dĩ lần này hắn đi vào bên trong không nhất định sẽ chết. Hắn không đi vào, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Long cốc cách ly thiên bằng vực cũng không tính quá xa thiên bằng vực đi đông mấy trăm vạn lý liền là ác ma thâm uyên. Nhưng nói thế nào đều muốn vượt ngang nửa cái đông vực, giang giật tốc độ mặc dù so thiên bằng vương nhanh hơn, cũng cần một ngày thời gian. Trong thân thể huyền hoàng chi lực không ngừng bị tiêu hao, 108 cái khiếu huyệt một mực bị kích hoạt, giang giật giờ phút này đã đạt đến thiên bằng lĩnh, vượt ngang thiên bằng lĩnh liền có thể tiến vào hoang vu chi địa, nhưng hắn thân thể đã không còn gánh nặng. Bất luận cái gì tăng phúc thân thể đan dược công pháp đều sẽ có tác dụng phụ, không thể thời gian dài bảo trì nhục thân lúc đầu không có như vậy cường đại lại đốt cháy giai đoạn để nó thời gian ngắn tăng lên tới kinh khủng tình trạng dạng này nhục thân sẽ không còn gánh nặng giống như cưỡng ép tăng phúc xuống dưới không chỉ có thân thể sẽ cực kỳ suy yếu sẽ còn đối thân thể tạo thành to lớn thương tích cảm nhận được toàn thân cơ bắp truyền đến từng đợt như tê liệt thống khổ tựa hồ lúc nào cũng có thể hội bạo tạc giang giật nhưng như cú tốc độ cao nhất lao nhanh trong tay hắn giới chỉ sáng lên lấy ra một mảnh xinh đẹp lá cây thiên lực quán chú lá cây quang mang lấp lánh trong thân thể của hắn thống khổ cảm giác nhanh chóng đánh tan, linh hồn bên trong cảm giác mệt mỏi có chút giảm bớt mấy phần, hắn mê đầu tiếp tục chạy như điên. Thần thụ diệp có thể làm cho nhục thân thống khổ biến mất, nhưng đối linh hồn tác dụng không có lớn như vậy, trong đầu của hắn không ngừng truyền đến trận trận cảm giác suy yếu, như hắn không có cường đại ý chí lực, giờ phút này sợ là đã sớm mất đi. Sẽ vượt ngang thiên bằng lĩnh, khoảng cách ác ma thâm uyên bất quá ngàn vạn dặm, điểm ấy khoảng cách đối với bình thường hắn tới nói không tính là gì, nhưng giờ phút này hắn lại cảm giác dị thường xa xôi, tựa hồ tại thiên phía bên kia. Lần nữa bôn tẩu trăm vạn lý, Giang giật rốt cục không chống nổi, giống như tiếp tục bôn tẩu, tuyệt đối sẽ đã hôn mê. Trong tay hắn thiên hàn châu sáng lên, câu Trần Vương xuất hiện, hắn quát khẽ nói, bằng nhanh nhất tốc độ mang ta đi ác ma thâm uyên. Câu Trần Vương ánh mắt quét qua, phát hiện nhanh đến hoang vô chi địa, nghe nói đi ác ma thâm uyên hắn đôi mắt có chút co rụt lại, chỉ là không dám ngỗ nghịch Giang giật mệnh lệnh, chỉ có thể mang theo hắn chạy như điên. Câu Trần Vương tốc độ so giang giật chậm hơn một tia, sở dĩ giang giật lúc này mới không muốn mạng lao nhanh. Hắn mang lên câu Trần Vương cùng một cái khác ngụy đế cấp, chính là vì mang theo hắn bôn tẩu, mặt khác nhìn xem có thể hay không bằng vào bọn hắn chặn đánh thoáng cái thiên phượng đại đế. Linh hồn bên trong không ngừng truyền đến cảm giác suy yếu, cứ việc giang giật đã dùng thần thụ diệp trị liệu hai lần, vẫn như cũng như thế, giang giật chỉ có thể cắn chót lưỡi, để kịch liệt đau nhức đi kích thích linh hồn của hắn, cam đoan không mê man đi qua theo thời gian tính thiên phượng đại đế rất có thể ngay tại đằng sau cách đó không xa giờ phút này như mê man đi qua chờ thiên phượng đại đế đuổi kịp chết như thế nào cũng không biết một canh giờ hai canh giờ bốn canh giờ giang giật nhắm mắt lại bị câu trần vương mang theo cuồng bay hắn không có mê man đi qua mấy cái này canh giờ để thân thể của hắn khôi phục một chút hắn một mực tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới có thể cảm ứng bốn phía hết thảy còn có mấy chục vạn lý liền đến ác ma thâm uyên. Giang giật nội tâm hơi có chút khuấy động, tốc độ như thế phía dưới, nhiều nhất hai nén nhang thời gian hắn liền có thể đến ác ma thâm uyên. Vào thời khắc này, linh hồn hắn đột nhiên run lên, tại thiên nhân hợp nhất phía dưới hắn đối với bốn phía cảm giác vô cùng nhạy cảm, hắn cảm ứng được phía tây bầu trời truyền đến một tia có chút ba động. Phía tây bầu trời cuối cùng không có cái gì, cái này tia chấn động nhẹ nhàng phi thường, nhưng giang giật trong đầu lại có một loại minh ngộ, thiên phong đại đế rốt cuộc đã đến. Ông, hắn không có chút gì do dự, thiên hàn châu sáng lên hắn đem một cái khác ngụy đế cấp phóng ra, sau đó đối với hắn hạ đạt tử mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta ngăn lại đuổi theo phía sau cường giả kia. Hưu, hồn nô đối với chủ nhân mệnh lệnh tuyệt đối không dám ngỗ nghịch, ngụy nghị đế cấp cường giả hướng về sau mặt bắn tới, hắn đồng dạng có thể cảm ứng được phía tây bầu trời ba động, biết rõ có cường giả truy sát mà tới. Câu Trần Vương mang theo giang giật tiếp tục cuồng bay, từng điểm từng điểm tiếp cận ác ma thâm uyên, Giang giật lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái đi cảm ứng phía sau ba động. Cái kia ngụy đế cấp bắn tới, không gian ba động rất mạnh, nơi xa cái kia đạo không gian ba động càng ngày càng gần, cuối cùng hai đạo ba động chồng chất vào nhau. Oanh, a, à, một đạo kịch liệt tiếng nổ cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giang giật nội tâm trầm xuống, cái kia ngụy đế cấp lại ngăn không được thiên phượng đại đế một chiêu. Nhân loại, một đạo băng lãnh thanh âm rất nhanh vang lên tại giang giật trong tai, giao ra tiểu nghe, bản đế tha cho ngươi một mạng đưa ngươi rời đi chúng ta thiên yêu giới, nếu không bản đế để ngươi hối hận làm người. chương 1805, rất cảm thấy vinh hạnh. Giao ra gia phượng nghe, nghe được câu này, giang giật nội tâm khẽ động, cũng không phải là hắn muốn cùng thiên phượng đại đế đàm phán. Giao ra gia phượng nghe hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, cho đối phương tới gần hắn cũng hẳn phải chết, sở dĩ không có đàm phán khả năng này. Hắn theo trong lời này đạt được một cái phi thường hữu dụng tin tức, thiên phượng thiên đế phi thường sủng ái phượng nghe, nghĩ ổn định giang giật còn nói muốn đưa hắn ra thiên yêu giới đã đối phương như thế để ý phượng nghe, giang giật đương nhiên sẽ không khách khí trong tay hắn giới chỉ sáng lên phượng nghe ra phía ngoài bất quá thần hạch vẫn như cũng bị phong ấn nàng tại thiên hàn châu bên trong một mực không dám làm loạn xung kích phong ấn loại hình phượng nghê phi thường thông minh sẽ không đi chọc giận giang giật ầm um, sau khi đi ra nàng không kịp nói câu nào sau đầu bị giang giật lần nữa hung hăng một kích lại ngất đi Giang giật bắt lấy cổ của nàng đối hậu phương giống giận, thiên phượng đại đế lập tức dừng lại, nếu không ta lôi kéo phượng nghe chôn cùng. Ta tiện mệnh một đầu, chết không có gì đáng tiếc, người bảo bối này tiểu công chúa cần phải hương tiêu ngọc vẫn. Ngươi dám, một đạo bạo tiếng giống nổ lên tại giang giật linh hồn bên trong, nổ linh hồn hắn chấn động kém chút liền chết ngất. Hắn đôi mắt lạnh lẽo, một cái tay khác đột nhiên đối phượng nghe bụng dưới chộp tới. Ông, phượng nghe bên ngoài cơ thể một kiện màu hồng phấn chiến giáp hiển hiện, lại là nguyên thủy linh bảo giang giật móng vuốt cùng chiến giáp cọ sát ra một mảnh hỏa hoa hắn nổi giận trong nháy mắt thả ra cán thi đối phượng nghe bụng dưới hung hăng chộp tới món kia nguyên thủy linh bảo bị trực tiếp bẻ vụn cán thi đại thủ bắt bỏ vào phượng nghe trong bụng bắt lấy thần hạch tiên huyết theo cán thi cánh tay chảy xuôi mà ra nhìn thấy mà giật mình a à, phượng nghe bị kịch liệt đau nhức bừng tỉnh một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên đều là yếu ớt nàng cắn môi không để cho chính mình phát ra âm thanh cũng không có bất kỳ cái gì cử động sợ chọc giận Giang Giật. Ông, Giang Giật mi tâm một đạo lưu quang bay ra, thôn thiên thú xông vào phượng nghe linh hồn bên trong, tự dừng ở linh hồn của nàng thức hải bên trong, Giang Giật lúc này mới bạo hống thiên phượng đại đế, người lại cử động thoáng cái thử một chút. Mấy chục ngoài vạn giảm thiên phượng đại đế thân thể bỗng nhiên tại nguyên chỗ, hắn thân ảnh mơ hồ bên trong một đôi con ngươi màu bạc đột nhiên phát sáng lên. Dù cho Giang Giật không nhìn thấy thân ảnh của hắn, lại mơ hồ có thể ngăn cách mấy chục vạn lý hư không nhìn thấy cái kia song con mắt màu bạc, thiên phượng đại đế nổi giận thanh âm vang lên, nhân tộc, người muốn thế nào? Rất tốt, Giang giật nội tâm thở dài một hơi, hắn đem phượng nghe cùng cán thi thu nhập thiên hàn châu bên trong, để câu trần vương mang theo hắn tiếp tục chạy như điên, hắn dừng một chút mới chậm ung dung nói ra, thiên phượng đại đế, ta không muốn thế nào, ta chỉ muốn sống sót, chỉ muốn rời đi thiên yêu giới. Bất quá, ta không tin tưởng ngươi, ngươi là phong đế cấp, một khi tới gần ta, ta hẳn phải chết không nghi ngờ sở dĩ người nghĩ biện pháp để cho ta an toàn ra ngoài đi chỉ cần ra thiên yêu giới ta tự phóng thích nhà ngươi tiểu công chúa lấy lui làm tiến giang giật hoàn toàn chính xác không tin tưởng thiên phượng đại đế hắn dạng này mục đích tự nhiên là kéo dài thời gian tốt đến ác ma thâm uyên bên kia thiên phượng đại đế trầm ngâm một lát truyền âm tới nói cái này dễ xử lý thiên yêu giới cửa ra vào tại bốn vực ở giữa hang không đáy bên trong bản đế không tới gần ngươi xa xa đi theo cũng có thể a à ha ha, còn muốn gạt ta. Giang giật bắt đầu nói bậy, tiếp tục trì hoãn thời gian, ta thế nhưng là nghe nói lối ra tại ác ma thâm uyên A, à, người nghĩ gạt ta đi hang không đáy chịu chết. Đánh giám, thiên phượng đại đế giận tím mặt truyền âm nói, bản đế nơi nào thân phận hội lừa gạt người cái này tiểu hoa nhi ác ma thâm uyên bên trong có một cái kinh khủng tồn tại, người cái ngốc này, dám đi ác ma thâm uyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật hay giả người xác định không có gạt ta đây chính là bạo long vương nói cho ta biết. Giang giật nháy nháy mắt, trên mặt vừa đúng lộ ra nửa tin nửa ngờ biểu lộ, câu Trần Vương nhưng vẫn không có dừng lại phi hành, tiếp tục hướng ác ma thâm uyên bay đi. Thiên Phượng Đại Đế chậm rãi theo sau, khống chế tốc độ, từ đầu tới cuối duy trì 10 vạn lý, hắn bất đắc dĩ tiếp tục truyền âm nói, bản đế chiến lực thiên yêu giới đệ nhất, nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao lại lừa ngươi cái này tiểu hoa nhi ngươi đi hang không đáy đi, bản đế đưa ngươi ra thiên yêu giới, chỉ cần tiểu nghe nhi bình an vô sự, bản đế tha cho ngươi một mạng. Ta suy tính một chút, Giang giật lâm vào thật sâu trong trầm tư, câu Trần Vương tiếp tục chạy vội, khoảng cách ác ma thâm uyên càng ngày càng gần, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Giang giật mới mở miệng nói, thiên phượng đại đế, người nói có đạo lý, không đi qua bên kia hai vị khác đại đế có thể hay không chém giết ta. Ừ, thiên phượng đại đế hiển lộ ra cặp mắt kia hiện lên một tia tàn khốc, giống như đến giờ phút này hắn còn không biết Giang giật là tại qua loa hắn, đang trì hoãn thời gian, hắn cũng không xứng trở thành thiên yêu giới đệ nhất cường giả thân ảnh của hắn đột một biến mất tại nguyên chỗ, vận dụng thuấn di thần thông, hắn một lần tiến vào vượt ngang 30 vạn lý khoảng cách, thoáng cái tựu ra giang giật sau lưng ngàn dặm, trên người hắn khí thức cuồng bạo đổ xuống mà ra, trong cặp mắt kia hai đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, bắn thẳng đến giang giật mà tới. A, à, bạch quang tốc độ quá nhanh quá nhanh, giang giật linh hồn bên trong truyền đến nguy cơ chí mạng cảm giác, trong đầu của hắn hiển hiện một cái phi thường xác định suy nghĩ tiếp theo hơi thở thời gian hắn đem chết đi, mà lại hắn có một loại cảm giác, vô luận hướng phương hướng nào tránh né, cuối cùng bạch quang đều sẽ đánh trúng hắn. Sống còn thời khắc, Giang giật nghĩ đến hai cái biện pháp, đầu tiên là để câu Trần Vương thay hắn ngăn trở một kích này, để nhị liền là lấy ra cán thi ngạnh kháng, chính hắn đi cản hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuối cùng hắn lựa chọn dùng cán thi ngạnh kháng, bởi vì câu Trần Vương mang theo hắn ngay tại lao nhanh, ác ma thâm uyên ngay ở phía trước, hắn một hơi thời gian cũng không thể lãng phí. Ông, hắn đem cán thi lấy ra ngoài, cán thi thân thể to lớn thoáng cái đem hắn cùng câu trần vương đều ngăn tại đằng sau. Kỳ thật hắn có thể cầm phượng nghe ra cản, không bằng hắn sợ phượng nghe bị bạch quang đánh giết, thiên phượng đại đế sẽ vận dụng càng kinh khủng thần thông, sẽ không chỗ cố kỵ giết hắn. Oanh, hai đạo bạch quang đánh chúng vào cán thi, cán thi kia cường hoành cơ bắp tầng tầng bạo liệt, tiếp lấy xương cốt toàn bộ trở nên vỡ nát, cuối cùng ầm vang bạo liệt. Phốc, Giang giật cùng câu trần vương đồng thời tiên huyết cuồng phún, bị khủng bố khí kình chấn động đến nội tạng thụ thương, giang giật nội tâm hoảng hốt phong đế cấp cường giả quả nhiên kinh khủng cái này cán thi đao lãnh một kích toàn lực đều có thể chống được lại không chống đỡ được thiên phượng đại đế tùy ý một chiêu giang giật tu luyện thành 108 cái khiếu huyệt về sau cỗ này cán thi tác dụng kỳ thật cũng không lớn không bằng hắn vẫn còn có chút tiếc hận cán thi ngược lại là lập công chặn thiên phượng đại đế một kích đồng thời thành công đem hắn cùng câu trần vương cho nổ bay để câu trần vương tốc độ tăng lên mấy lần phía trước một tòa cự đại vực sâu ra hoang nguyên phía trên trong vực sâu huyết hồng hỏa diễm phản xạ ra hồng quang đem bầu trời chiếu dọi đến một mảnh đỏ bầy ra. Giang giật tại câu Trần Vương đến ác ma thâm uyên bên cạnh trong nháy mắt đem hắn thu vào, trong tay xuất hiện một mồi lửa màu đỏ kiếm, chính hắn không có chút gì do dự xuất vào dưới vực sâu. Ông, thiên phượng đại đế lần nữa thuấn di, ra ác ma thâm uyên bên cạnh, trong tay hắn sáng lên một đạo bạch quang, liền muốn đối rơi vào đi xuống giang giật hung hăng vỗ tới. Nhưng giờ khắc này giang giật đem phượng nghe tung ra ngoài, ngăn tại chính mình phía trước mới, thiên phượng đại đế công kích chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Ác ma thâm uyên giang giật, người điên rồi. Phượng nghe thần thức quét qua kinh hô lên, lần thứ nhất nhìn thấy nàng lộ ra thần sắc kinh khủng, giang giật khoái ý cười ha ha, ha ha ha. Phượng nghe công chúa có thể cùng ngươi cùng một chỗ xông xào ác ma thâm uyên, giang mỗ rất cảm thấy vinh hạnh. Hiu, giang giật nói còn chưa lên tiếng, đôi mắt đột nhiên co rụt lại, bởi vì phía trên thiên phượng đại đế thế mà đi theo bay vụt mà xuống, dùng tốc độ khủng khiếp hướng hắn tới gần chương 1806, Kinh người quá đáng. Ác ma thâm uyên phi thường khủng bố, Giang giật chính mắt thấy cái kia kinh khủng tồn tại, nhưng hắn quên đi một điểm các vị đại đế không dám xâm nhập ác ma thâm uyên, lại cũng không đại biểu không dám vào. Thiên phượng đại đế tốc độ quá nhanh, Giang giật mới rơi vào vực sâu mấy vạn trượng khoảng cách, dùng thiên phượng đại đế tốc độ một hơi thời gian là có thể đuổi kịp. Sở dĩ hắn có hai lựa chọn, hoặc là lập tức chém giết phượng nghe lôi kéo nàng chôn cùng, hoặc là đem phượng nghe quăng bay ra đi, hấp dẫn thiên phượng đại đế lực chú ý, sau đó hắn bằng nhanh nhất tốc độ rơi vào ác ma thâm uyên dưới đáy. Đông đông đông, rơi vào ác ma thâm uyên vạn trượng về sau, lại có một loại kỳ dị thanh âm, giờ phút này thanh âm kia tựu vang lên tại giang giật cùng phượng nghe trong đầu, để cho hai người trái tim đi theo kia kỳ dị thanh âm cùng một chỗ ra tốc nhảy lên. Giang giật lúc đầu linh hồn tựu suy yếu, càng là kém chút trực tiếp ngất đi. Chết, một khắc cuối cùng hắn hạ sát tâm, hắn không xác định chính mình đem phượng nghe quăng bay ra về phía sau, thiên phượng đại đế có thể hay không trong nháy mắt phóng thích sát chiêu bắt hắn cho giết chết, sở dĩ hắn lựa chọn lôi kéo phượng nghe cùng chết. Ông, trong tay hắn huyền hoàng chi lực lấp lánh không ngớt, đối phượng Nghê chán hung hăng đập tới, cùng một thời gian thôn thiên thú bắt đầu công kích phượng Nghê linh hồn, hai mặt giáp công. Phượng Nghê nguyên thủy linh bảo chiến giáp mới vừa rồi bị cán thi bẻ vụn, hắn tự tin phượng nghe tuyệt đối ngăn không được một quyền này. Phượng Nghê thần hạch bị phong, tăng thêm thôn thiên thú công kích linh hồn của nàng, đầu nhất bạo nứt, sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Suy suy, vào thời khắc này, phía dưới vực sâu từng đoàn từng đoàn to lớn hỏa diễm đột nhiên hóa thành một đầu hỏa xà cuốn tới, hỏa xà bên trong một đôi băng lãnh to lớn con mắt hiển hiện, một cô khí tức kinh khủng bao phủ giang giật, tại thời khắc này giang giật quyền đầu cứng xinh xinh đứng tại giữa không trung, bị cái này khí tức khủng bố bao phủ, toàn thân hắn đều cảm giác không động được. Đồng dạng, Phượng Nghê trong mắt vốn là muốn bắn ra hai đạo bạch quang, nghĩ liều chết tự cứu thoáng cái, giờ khắc này cũng không động được còn có cái kia thôn thiên thú hoảng sợ đứng tại phượng nghe linh hồn trong thức hải, thân thể run lẩy bẩy, đôi mắt nhỏ bên trong đều là sợ hãi, tựa như thỏ tử gặp thiên địch diều hâu. Đông đông đông, nương theo đôi mắt này xuất hiện, cái kia quỷ dị thanh âm vang lên tần suất đột nhiên nhanh gấp trăm lần, giang giật hai mắt tối sầm trực tiếp mất đi. Phượng nghe linh hồn bị thôn thiên thú công kích thoáng cái, nhận lấy một chút tổn thương, tại thanh âm này tần suất một tăng tốc đồng dạng hai mắt tối sầm mất đi. Phía trên thiên phượng đại đế thân thể đột nhiên đứng tại giữa không trung, có chút kiên kỵ nhìn qua phía dưới hỏa diễm bên trong cặp mắt kia. Cái kia song trong mắt màu bạc lấp lóe một vòng, trầm giọng nói ra, bản đế vô ý quấy nhiễu các hạ, cái kia nữ hoa hoa là bản đế tôn nữ, sở dĩ. Cút, một đạo giọng lạnh lùng tới cực điểm vang lên, thanh âm kia không biết từ phương nào vang lên, chấn động đến toàn bộ ác ma thâm uyên bên trong oanh minh rung động, hồi âm không dứt. Ngươi, thiên phượng đại đế trong mắt đều là tức giận, nhưng quả thực là không có dám động thủ, hắn cắn răng nghiến lợi quát, các hạ đừng khinh người quá đáng, đó là của ta cháu gái ruột. Người có thể xuống tới thử một chút, thanh âm tiếp tục vang lên, đầu kia to lớn hỏa xà cùng ánh mắt lại hướng phía dưới bao phủ đi, dám hạ ác ma thâm uyên 10 vạn trượng giết không tha, đây là bản tọa lần trước lập hạ quy củ. Người nếu không sợ chết, cứ việc xuống tới, hỏa diễm hóa thành hỏa xà biến mất tại dưới vực sâu, cặp mắt kia cùng loại kia khí thức kinh khủng tự nhiên cũng đã biến mất. Thiên Phượng Đại Đế trên người bạo ngược khí tức lại vô hạn dâng lên, giống như phụ cận có cấp thấp yêu tộc đoán chừng sẽ bị khí tức của hắn tươi sống cho đánh chết. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Thiên Phượng Đại Đế ngửa mặt lên trời nổi giận giống to, thanh âm vang vọng phương viên ngàn vạn dặm, quanh quẩn không ngớt. Không bằng hắn không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là gào lên đau sót hai tiếng về phía tây bên cạnh bay đi. Giang giật cùng Phượng nghê đã rơi vào ác ma thâm nguyên giờ phút này khẳng định bị hỏa diễm đốt thành phấn vụn a thiên phượng đại đế trơ mắt nhìn xem chính mình yêu thích nhất tiểu tôn nữ chết đi lại không cách nào cứu viện nội tâm nổi giận có thể nghĩ cơn giận của hắn còn không có địa phương có thể phát tiết năm đó hắn liên hợp hỏa hồ đại đế thần nghe đại đế từng tiến vào nơi này cuối cùng chật vật trốn thoát nếu không phải dưới vực sâu cái này tồn tại thủ hạ lưu tình giờ phút này bọn hắn đã sớm chết rầm rầm từng đạo tiếng nổ theo vực sâu phía tây truyền đến bên kia cự đại sơn phong từng tòa hóa thành bột mịt thiên phượng đại đế lửa giận cùng biệt khuất không có địa phương phát tiết, chỉ có xuất thủ san bằng từng tòa sơn phong. Mau trốn, ác ma thâm uyên tây bắc bộ trăm vạn lý một tòa cự đại bên trong dãy núi, thanh linh bộ hạ cố cấp thấp yêu tộc ngay ở chỗ này, còn có 10 vạn đại quân hộ vệ. Cái này 10 vạn đại quân nghe được thiên phượng đại đế nổi giận tiếng giống dọa sợ, giờ phút này cảm ứng được phía nam truyền đến kịch liệt bạo tạc vội vàng dẫn đầu kia vài ức yêu tộc hoảng sợ nhắm hướng đông vực bỏ chạy. Đông vực đại chiến đã thắng lợi, bọn hắn đã sớm nhận được tin tức. Mặc dù bạo Long Vương còn không có đưa tin để bọn hắn rút về, nhưng bọn hắn không cố được nhiều như vậy, mang theo yêu tộc hoảng sợ nhắm hướng đông vực chạy đi. Bên này bạo động kinh động đến thiên phượng đại đế, hắn vô cùng cường đại thần thức quét tới, con người màu bạc lộ ra một vòng sát ý. Bất quá trần chờ một lát hắn cuối cùng không có động thủ, đột sát những này cấp thấp yêu tộc không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sẽ chỉ làm trên lưng hắn một thế bêu danh. Giống như bạo Long Vương bọn hắn ở chỗ này, hắn tuyệt đối sẽ không có nửa điểm do dự, dù sao nơi này nghiêm chỉnh mà nói không tính đông vực. Thanh Linh, thiên phượng đại đế hung tợn kêu lên một cái tên, dừng một chút, đằng đằng sát khí nói ra, người cũng lăn ra thiên yêu giới, vì sao còn muốn phái một cái nhân tộc vào đây làm dối nhà ta tiểu nghe nhi liền là bị ngươi hại chết. Ngươi nghĩ bảo trụ người bộ hạ cũ hừ hừ, bản đế lệch không cho ngươi như ý, bản đế nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn toàn bộ giết chết, nhất định. Hưu, thiên phượng đại đế gầm nhẹ vài tiếng, hóa thành một đạo lưu quang về phía tây phía nam bay đi, hắn không có đi Long Cốc, trực tiếp trở về Thiên Phượng Thành. Long Cốc một mảnh rối loạn, Bạo Long Vương Thiên Bằng Vương cùng Hạn Bạt Vương đều không để ý tới mang binh, chỉ là mang theo một chút phong vương cấp tộc trưởng tự vội vàng chạy về Long Cốc. Khi biết Thiên Phượng Đại Đế đuổi theo giết giang giật về sau, ba vị đại lão cả trái tim đều nhấc lên. Ba vị đại lão không dám đi hoang vu chi địa, sợ Thiên Phong Đại Đế dưới cơn nóng giận đem ba người giết đi. Bọn hắn phái ra rất nhiều trinh sát, tiến đến hoang vu chi địa tìm hiểu tin tức. Tin tức rất nhanh truyền về, thiên phong đại đế truy sát giang giật thời điểm hoang vu chi địa có một ít trinh sát dò xét đến. Bởi vì e ngại phượng loan tập kích kia vài ức yêu tộc, hoang vu chi địa trôn xuống rất nhiều trinh sát, thông qua những này trinh sát hồi báo tin tức, bạo long vương bọn hắn đạt được một chút tình báo. Giang giật mang theo câu trần vương cùng phượng nghe cùng một tên khác ngụy đế cấp, trốn vào hoang vu chi địa. Tại ở gần ác ma thâm nguyên thời điểm thiên phượng đại đế chém giết cái kia ngụy đế cấp, nhưng cuối cùng không biết vì sao dừng bước ác ma thâm uyên. Nổi giận giống lớn vài tiếng, về sau còn san bằng một vùng núi, giờ phút này đã hướng nam vực bay trở về. Đạt được những tin tình báo này về sau, bạo long vương bọn người đại hỷ, ly hương nhi vui đến phát khóc. Các nàng theo những tin tình báo này bên trong suy đoán ra một cái kết luận giang giật mang theo phượng nghe trốn vào ác ma thâm uyên. Thiên phượng đại đế cố kỵ ác ma thâm nguyên cái kia tồn tại nổi giận quay trở về, mà giang giật giờ phút này còn sống. Bởi vì... Long cốc trong giang giật lưu lại hai cái ngụy đế cấp còn có những tộc trưởng kia đều còn sống, đây đều là giang giật hồn nô, như hắn chết, bọn hắn làm sao có thể còn sống. Bất quá bạo Long vương ba người trong đầu đều hiện lên một cái thật sâu nghi hoặc, liền thiên phượng đại đế cũng không dám xâm nhập ác ma thâm huyên, giang giật rơi vào đến bên trong, vì sao không chết. chương 1807, băng hồ, giang giật hoàn toàn chính xác không chết, không chỉ là hắn, phượng nghe cũng chưa chết, hai người giờ khác này ở một cái rất kỳ dị địa phương, một cái để Giang giật cùng Phượng Nghe đều phi thường mơ hồ không hiểu địa phương. bọn hắn tại một cái trong hồ, hai người đều là bị băng lãnh nước hồ cho đông lạnh tỉnh. hai người tại tỉnh lại một khắc này đều mơ hồ, phía dưới vực sâu không phải có kinh khủng hỏa diễm sao? tại trên vực sâu đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cao a. vừa rồi Phượng Nghe đều cảm giác toàn thân muốn bốc cháy lên, làm sao rơi xuống ngược lại trở nên băng hồ. cái này băng hồ nước còn không là bình thường lạnh, lạnh đến để Giang giật cùng Phượng Nghe toàn thân huyết dịch đều đông kết toàn thân không cách nào di động. Phượng nghe thảm nhất, trước đó sợ giang giật diệt sát hắn không có suy nghĩ biện pháp xông phá thần hạch phong ấn, sợ dĩ giờ phút này không cách nào vận dụng yêu lực, chỉ có thể thừa nhận bị đông cứng thành băng điêu cảm giác. Giang giật tốt đi một chút, hắn thiên lực vận chuyển về sau, thân thể miễn cứng có thể động, tại hắn cưỡng ép vận chuyển huyền hoàng chi lực về sau, toàn thân lập tức tràn đầy lực lượng. Hắn không có suy nghĩ quá nhiều, trước tiên đem Phượng nghe cho thẻ choáng, đồng thời lần nữa cho nàng thần hạch phong ấn mấy tầng ném vào không gian thần khí bên trong. Cho tới giờ khắc này, hắn mới có thời gian nhô ra thần thức nhìn xem chính mình giờ khắc này ở cái nào nhưng mà thần thức tìm tòi ra hắn tự trợn tròn mắt. Bởi vì hồ nước này bên trong thần trí của hắn có thể dò xét thế mà chỉ có ngàn trượt, hắn thần thức những nơi đi qua đen kịt một màu, ngoại trừ băng lãnh nước hồ bên ngoài không có cái gì đây là cái nào ta đây không phải là rơi vào ác ma thâm nguyên sao chủ nhân của cặp mắt kia đâu vì sao không giết ta thiên phượng đại đế cuối cùng tại sao không có đuổi tới đem phượng nghe cứu. Quá nhiều nghi hoặc, quá nhiều không hiểu, giang giật suy nghĩ lung tung một trận cũng nghĩ không thông. Hắn dứt khoát cũng không muốn, tự nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Linh hồn của hắn cùng nhục thân quá hư nhược, không nghỉ ngơi khôi phục lời nói, hắn chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Giống như chủ nhân của cặp mắt kia muốn giết hắn, hắn dù sao sống không được, suy nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa. Giờ phút này đi tìm đường ra cùng đường sống cũng không sáng suốt, dù sao an toàn, hắn liền dứt khoát nghỉ ngơi khôi phục một trận tốt. Tại băng lãnh trong hồ nước nghỉ ngơi, đây không phải hưởng thụ mà là chịu tội. Giang giật thật sự là mỏi mệt tới cực điểm, cứ như vậy nhắm mắt nghỉ ngơi, để nhục thân cùng tinh thần đạt được khôi phục. Một canh giờ, hai canh giờ, mười canh giờ, băng lãnh trong hồ đen nhánh đến đáng sợ, An tĩnh đến đáng sợ, không có cái gì, chỉ có giang giật một người trong hồ lơ lửng, tựa như một cỗ ngàn năm cổ thi. Tại hơn 30 canh giờ về sau, giang giật rốt cục mở mắt. Nghỉ ngơi khôi phục vận công dài như vậy một đoạn thời gian, nhục thể của hắn đạt được rất lớn khôi phục, tinh thần khôi phục rất nhiều, chỉ ít linh hồn bên trong sẽ không truyền đến cảm giác suy yếu cùng mê man cảm giác. Hắn thần thức tản ra dò xét một trận, xác định bốn phía sau khi an toàn, thiên lực vận chuyển lên bắt đầu nhích người bất luận cái gì tình huống ít nhất phải rời đi trước cái này băng hồ a nơi này quá lớn quá lớn coi như hắn thời khắc vận chuyển thiên lực chống cự hàn khí nhưng vẫn là cảm giác giống như là tại địa ngục dày vò mặc dù không đến mức chết phóng đi nhưng cũng là khổ thân hắn thẳng tắp hướng lên trên mặt bơi đi hồ luôn có mặt hồ ra mặt hồ vậy liền có thể tìm địa phương nghỉ ngơi nhưng để hắn khiếp sợ là hắn hướng lên trên mặt lặn mấy ngàn dặm thế mà còn chưa tới mặt hồ tà môn giang giật đôi mắt chuyển động tựa như ban ngày thấy ma hắn cùng phượng nghe rơi vào trong hồ lập tức bị đông cứng tỉnh coi như tốc độ thật nhanh tối đa cũng chỉ có thể rơi vào trăm dặm a làm sao tiềm hành ngàn dặm còn không có trông thấy mặt hồ giang giật không tin tà tiếp tục nhanh chóng hướng lên trên mặt kín đáo đi tới thần thức bốn phía liếc nhìn một nén nhang nửa canh giờ ba canh giờ năm canh giờ hắn thân thể ngừng lại trong mắt đã không có chấn kinh mà là đầy mắt chết lặng bởi vì cực hàn toàn thân hắn cơ bắp có chút đang rung động hắn bỗng nhiên tại nguyên chỗ dứt khoát không đi hắn không có sử dụng huyền hoàng chi lực bị băng hàn ảnh hưởng tốc độ có chỗ hạ xuống nhưng cũng phi thường khủng bố năm canh giờ hắn có thể vượt ngang mười mấy cái sơn lính cái này hồ có mấy cái sơn mười lính sâu như vậy cái này hiển nhiên là không thể nào nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề nước hồ là phổ thông nước hồ giang giật uống một ngụm phát hiện không có bất cứ vấn đề gì liền là có chút lạnh thôi hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trong trạng thái tinh tế cảm ứng không có phát hiện trong hồ nước có bất kỳ cấm chế ba động. Bốn phía ngoại trừ nước hồ bên ngoài không có cái gì, Giang giật trầm tư gần nửa canh giờ, chỉ có thể cắn răng tiếp tục hướng lên trên mặt tiềm hành, lần này hắn chuẩn bị tiềm hành một ngày thời gian. Một ngày thời gian hắn đều có thể theo ác ma thầm nguyên bay đi hoang vu hải phụ cận, hồ này giống như còn du lịch không đến mặt hồ, như vậy đời này hắn cũng đừng nghĩ đi ra. Đạo đạo hàn khí nhập thể, bốn phía đen nhánh làm cho người khác phát điên, an tĩnh làm người ta sợ hãi. Loại này hành tẩu nhất là cô độc, bởi vì không có bất kỳ cái gì cảnh vật, cũng không biết điểm cuối cùng ở đâu, chỉ có thể cắm đầu tiến lên. Tiểu nửa ngày về sau, Giang giật nội tâm đã chìm vào đáy cốc, đại nửa ngày sau hắn cơ bản tuyệt vọng, tại chiều phía trên bay vụt một ngày về sau, hắn kém chút hỏng mất. Dòng giã thượng giới một ngày thời gian, hắn còn tại trong hồ, cảnh vật bốn phía không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ cái này một ngày thời gian hắn một mực tại nguyên địa vòng quanh. Không đúng, Giang giật ảm nhiên con người đột nhiên sáng lên, vòng quanh nguyên địa. Chẳng lẽ nơi này có cường đại cấm chế có cường đại huyễn trận sở dĩ hắn bất chi bất giác một mực tại phụ cận vòng quanh, lúc này mới tiềm hành xa như vậy mới không có ra mặt hồ. Nghĩ tới đây, Giang giật có chút chân phấn, giống như nơi này thật sự có huyễn cảnh, hắn nghĩ biện pháp phá mất cái này huyễn cảnh, vậy vẫn là có cơ hội đi ra. Cái này quá lớn, ở chỗ này mỗi lần ở lại một hơi thời gian đều cảm giác là dày vò, nhục thân bên trên dày vò kỳ thật không tính là gì, trọng yếu nhất chính là trên tinh thần tra tấn. Đây cũng là giang giật, sợ là người bình thường đã sớm điên rồi đi. Hắc ám, nhất là làm người ta hoảng hốt, nơi này không chỉ có hắc ám, còn có băng hàn, còn có vĩnh viễn đến không đến cuối điểm cuối cùng. Coi như tâm tính lại cường đại người, làm người biết rõ người có thể vĩnh viễn không đi ra ngoài được, người sẽ cả một đời bị vây ở cái này băng lãnh trong hồ, người tinh thần có thể hay không sụp đổ. Giang giật phỏng đoán có huyến cảnh, hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái thân thể bốn phía du tẩu tinh tế cảm ứng bốn phía hết thảy tìm kiếm cấm chế ba động tìm kiếm hết thảy khác biệt địa phương bất luận kẻ nào là huyễn cảnh đều có cấm chế ba động giống như cái này huyễn cảnh là tự nhiên cũng sẽ có một tia khác biệt dù sao hư giả đồ vật liền là hư giả cùng hiện thực là khác biệt tinh tế đi cảm ứng luôn có thể phát hiện một chút manh mối ý nghĩ rất tốt đẹp hiện thực phi thường tàn khốc Giang giật trong hồ tìm kiếm cảm ứng dòng dã tiểu nửa ngày thời gian, hắn không hề phát hiện thứ gì, bốn phía ngoại trừ nước hồ vẫn là nước hồ. Xong, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, nội tâm có loại dự cảm vô cùng không tốt, đời này hắn sợ là muốn bị vây chết ở nơi này. Nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp, tiếp tục nữa ta sợ là muốn điên rồi. Giang giật ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn thật sâu hít hai cái khí, lại hắc vào mấy cái nước hồ, để hắn dị thường uể oải tinh thần cũng khẽ rung lên. Đúng rồi, hắn vô ót một cái, hắn không gian thần khí bên trong còn có hai người A, à, câu Trần Vương cùng Phượng Nghê. Tự mình một người nghĩ biện pháp không bằng ba người cùng một chỗ nghĩ, Phượng Nghê thông minh như vậy vạn nhất có biện pháp đâu. chương 1808, Tôn Nghiêm, hắn thần thức quét vào không gian thần khí bên trong, tra xét rõ ràng một phen, còn để câu Trần Vương đem Phượng Nghê bắt lại, lúc này mới đem hai người tung ra ngoài. Vừa để xuống ra, Giang giật trước tiên rót vào thiên lực, lần nữa cho Phượng Nghê thần hạch phong ấn vài vòng hắn cảm giác dạng này không phải biện pháp, trầm ngâm chốc lát nói, Phượng Nghê, hai lựa chọn, hoặc là cùng câu Trần Vương đồng dạng thần phục với ta, 10 năm sau trả lại ngươi tự do. Hoặc là, chết, Phượng Nghê xinh đẹp trong mắt màu bạc lóe lên, đều không có cân nhắc tự khẽ hé môi son bình tĩnh nói ra, ta lựa chọn chết, giang giật, động thủ nhanh lên. Giang giật cùng câu Trần Vương trên trán lộ ra mấy đầu hắc tuyến, tên yêu nghiệt này xinh đẹp công chúa quá độc ác, thế mà không chút do so dự lựa chọn chết. Nàng còn còn trẻ như vậy, thân phận tôn quý, tương lai rất có thể đạt tới phong đế cấp trở thành đời kế tiếp thiên phượng đại đế, thế mà như thế không chân quý sinh mệnh. Giang giật cho là nàng là lấy lui làm tiến, lạnh giọng đối câu Trần Vương nói ra, câu Trần Vương đưa nàng lên đường đi, phượng nghe công chúa, lên đường bình an. Câu Trần Vương giờ phút này một cái tay bắt lấy phượng nghe sau gáy, nghe được Giang giật mệnh lệnh sau không có bất kỳ cái gì chất vấn, một cái tay khác sáng lên một đạo quang mang, đối phượng nghe chán hung hăng vỗ tới. Phượng Nghe khuôn mặt cổ kim không dao động, còn an tường nhắm mắt lại. Giang Giật thần thức một mực khóa chặt nàng, thôn thiên thú giờ phút này còn tại linh hồn nàng bên trong. Giang Giật phát hiện linh hồn nàng hoàn toàn tĩnh mịch, rõ ràng chuẩn bị chờ chết. Ngưng, tại câu Trần Vương đại thủ sẽ vỗ chúng Phượng Nghe chán, Giang Giật quát khẽ một tiếng. Câu Trần Vương tay đột nhiên dừng lại, bất quá mãnh liệt kinh khí đem Phượng Nghe đầu cho rung động đến. Nàng đầu đột nhiên hướng về sau mặt run lên, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Nàng mở mắt hí ngược nhìn qua Giang giật nói, làm sao không giết. Giang giật khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, hỏi ngược lại, ngươi là Hà Ninh nguyện chết, cũng không nguyện ý làm 10 năm nô lệ chẳng lẽ không tin tưởng ta 10 năm sau thả ngươi. Không, ta tin tưởng, Phượng Nghê khẽ mỉm cười nói, nhân vật như ngươi, đương nhiên sẽ không lật lọc, tại thiên giới ta nghe nói qua ngươi rất nhiều chuyện dấu vết, đối với tính cách của ngươi có chút hiểu rõ. Ngươi nói 10 năm, đây tuyệt đối là 10 năm, bất quá 10 năm cùng cả một đời, có khác nhau sao phượng nghe muốn không phải tự do mà là tôn nghiêm tôn nghiêm giang giật khuôn mặt có chút động đối với cái này yêu tộc tiểu công chúa lần nữa coi trọng mấy phần cường giả đều có tôn nghiêm bất quá nhiều khi tôn nghiêm đều sẽ bị hiện thực tàn khốc đánh chúng vỡ nát tỷ như câu trần vương đông vực trước mắt đệ nhất cường giả còn không phải là vì câu trần tộc cúi xuống cao cao tại thượng đầu lâu trở thành hắn nô lệ tại giang giật trong lòng nam nhân so nữ nhân vĩnh viễn chú trọng hơn tôn nghiêm nam tử thuần dương bách chết mà không buông tha, nữ tử thuần âm, tính cách yếu đuối. Phượng Nghê biết rất rõ ràng giang giật 10 năm sau hội phóng thích nàng, nhưng vẫn là dứt khoát lựa chọn chết. Không sai, 10 năm cùng cả đời xác thực không có khác nhau, cái này cùng gái lầu xanh bán một lần cùng bán cả một đời đồng dạng, các nàng vứt bỏ chính là tôn nghiêm, mà không phải túi ra. Tốt ha, à, giang giật trầm ngâm một lát mở miệng nói ra, ta có thể không giết ngươi, thậm chí một ngày kia ta có thể thả ngươi, bất quá, ta không hy vọng ngươi có bất kỳ quá kích cử động, nếu không ta hội trong nháy mắt giết chết ngươi. Ngươi đối ta tính cách có hiểu rõ, ngươi hẳn phải biết làm thế nào a à? Phượng Nghê gật đầu nói, ta sẽ không làm việc ngốc, ngươi cùng câu trần vương chiến lực đều so với ta mạnh hơn, ta không có nguyên thủy linh bảo chiến giáp, các ngươi tùy thời có thể giết chết ta. Giang giật yên tâm lại, cùng người thông minh nói chuyện chính là như vậy đơn giản, một điểm liền rõ ràng. Hắn cũng không sợ Phượng Nghê đánh lén, hắn có thiên phong giáp, nhục thân cường đại, Phượng Nghê giết không chết hắn thôn thiên thú một mực tại linh hồn nàng trong thức hải nếu nàng dám sử dụng công kích linh hồn thôn thiên thú sẽ lập tức công kích nàng lại nói giang giật linh hồn cũng không phải là quá yếu ánh mắt của hắn tại quét mắt nhìn bốn phía trầm giọng hỏi chúng ta gặp khốn cảnh cái này hồ ta đã hướng lên trên mặt bơi một ngày vẫn còn không có đến mặt hồ ta cũng không có cảm ứng được bất kỳ cấm chế gì các ngươi cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp đi câu trần vương kinh ngạc nhô ra thần thức bắt đầu hướng bốn phía dò xét Phượng nghe cũng giống như thế. Rất nhanh hai người lông mày đều nhíu lại, bởi vì hai người thần thức đồng dạng nhận lấy hạn chế. Cái này, do xét một trận, câu Trần Vương mở miệng, hắn có chút kinh nghi mà hỏi, chủ nhân, người thật hướng lên trên mặt tiềm hành một ngày nơi này ta không có phát hiện vấn đề gì. Hồn nô sẽ không ngỗ nghịch chủ nhân bất cứ mệnh lệnh gì, nhưng lời nói không phải mệnh lệnh, hắn có chút kinh nghi rất dễ lý giải. Dù sao giang giật bôn tẩu một ngày đây chính là có thể theo ác ma thâm uyên đi đến hoang vu hải phụ cận. Giang giật nhẹ gật đầu, không để ý đến câu Trần Vương, ánh mắt nhìn về phía Phượng Nghê. Phượng Nghê giờ phút này nhắm mắt lại, nàng trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, mới mở mắt ra nói, hai loại khả năng. Giang giật đôi mắt sáng lên, trầm giọng nói ra, giảng. Phượng Nghê giải thích nói, đệ nhất, hoặc là nơi này có một cái đã cường đại đến cực điểm huyến cảnh, để ngươi ở bên trong lượn một ngày phạm vi. Đệ nhị hoặc là nơi này là một cái đặc thù không gian, một cái lớn đến vô biên vô tận không gian, giang giật nghĩ nghĩ phượng nghê phân tích không sai hắn mày nhăn lại vô luận là loại kia có thể việc này cũng phiền phức lớn làm không cẩn thận bọn hắn cả một đời muốn vây chết ở nơi này ánh mắt của hắn nhìn về phía phượng nghê nói ngươi nhưng có biện pháp phượng nghê lắc đầu nói ngươi cũng không có cách nào ta làm sao có thể có biện pháp đông vực chi chiến ta thua điều này nói rõ ngươi sao ta thông minh vận khí thôi giang giật không muốn đi đàm luận chuyện này hắn đối câu trần vương hạ lệch ngươi mang theo phượng nghê chúng ta tiếp tục hướng lên trên mặt đi, các người tra xét rõ ràng thoáng cái, nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện. Giang giật sợ chính mình dò xét phương pháp không bằng câu Trần Vương cùng Phượng Nghê, muốn cho hai người nhìn xem, tìm kiếm phá cục điểm. Ba người nhanh chóng hướng lên trên mặt tiếp tục bay đi, Giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một bên dò xét tình huống chung quanh, một bên cảm ứng Phượng Nghe nhìn nàng phải chăng có dị động. Phượng Nghê thành thật, nàng là người thông minh, đã có thể không chết, nàng chắc chắn sẽ không tự tìm đường chết nàng chỉ là nhô ra thần thức một đường tinh tế dò xét câu trần vương cũng giống như thế cứ như vậy khô khan hướng lên trên mặt bay đi một canh giờ hai canh giờ ba canh giờ phượng nghê đột nhiên mở miệng nói ra dừng lại giang giật coi là phượng nghê có chỗ phát hiện vội vàng dừng lại mở to mắt lại thấy được nàng toàn thân run lẩy bẩy sắc mặt tái nhợt như tuyết bị đông cứng không đi nổi nàng run dẩy mở miệng ta không được tiếp tục nữa ta muốn bị tươi sống chết rét Ông, Giang Giật Thiên lực quán chú, rót vào một chút vào Phượng Nghê trong thân thể, để nàng có chút dễ chịu một chút, hắn lúc này mới hỏi, ngươi nhưng có phát hiện gì? Không có, Phượng Nghê cười khổ nói ra, ngươi cũng biết yêu tộc đối với cấm chế trận pháp không phải am hiểu, Giang Giật, để cho ta vào ngươi không gian thần khí đi thôi, tại ta đây không chịu nổi. Lại dò xét một trận đi, câu Trần Vương ngươi cách một đoạn thời gian rót vào một chút yêu lực đi vào, giúp nàng chống cự thoáng cái hàn khí. Giang Giật lạnh lùng hạ lệnh, Lập tức nhìn lướt qua Phượng nghe nói ta như ra không được các người đời này cũng sẽ bị vây chết ở đây người suy nghĩ một chút giống như tại cái này khốn 10 năm trăm năm ngàn năm cuối cùng thẳng đến chết già đây là đáng sợ cỡ nào sự tình a à, Phượng nghe cùng câu Trần Vương sắc mặt đại biến hai người không rét mà run chương 1809 sinh mệnh Chi Quang rơi vào ác ma thầm uyên về sau Giang giật cùng Phượng nghe đều ngất đi tại hôn mê trong nháy mắt hai người đều cảm giác thân thể cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Phía dưới có một cái tồn tại hết sức khủng bố, liền thiên phượng đại đế đều phi thường kiêng kỵ tồn tại, nhưng hai người vẫn chưa có chết, mà lại không có rơi vào trong biển lửa, ngược lại rơi vào một cái kỳ dị băng hồ bên trong. Cái này khiến Giang giật cùng Phượng nghe đều nghĩ mãi mà không ra, việc này cũng quá mơ hồ, sợ là truyền đi cũng căn bản không ai tin tưởng, đều nghĩ đến thông A. Không nghĩ ra chỉ có thể tiếp tục dò xét, Giang giật cùng câu Trần Vương Phượng nghe lần nữa hướng lên trên mặt tiềm hành, cách mỗi khai thời gian một nén nhang câu Trần Vương hội rót vào một tia yêu lực giúp Phượng nghe khu trục hàn khí, để Phượng nghe không đến mức tươi sống cho chết cóng. Nơi này nước hồ quá lớn, cũng rất tà môn không có kết băng, nơi này hàn khí đoán chừng thần đế vào đây sẽ trực tiếp cho đông thành tượng băng, chỉ có đạt tới phong vương cấp mới có thể gánh vác được. Tiếp tục phi hành, mỗi lần phi hành mấy canh giờ Giang giật hội lấy ra thần thụ diệp, chữa thương cho mình, chữa trị những cái kia bị đông cứng phá hư mạch máu cùng cơ bắp. Dạng này đường đi đơn giản liền là chịu tội, cũng may ba người tâm tính đều rất cường đại. Câu Trần Vương cùng Phượng Nghê đều đang toàn lực dò xét bốn phía tình huống, tìm kiếm bất luận cái gì dấu vết để lại, nhìn xem có thể hay không phá cục, để bọn hắn chạy thoát. Ba người chẳng khác gì là một sợi dây thường bên trên châu chấu, giang giật không trốn thoát được, các nàng cũng sẽ tại cái này khốn cả một đời. Đáng tiếc, lần nữa hướng lên trên mặt phi hành dòng dã một ngày thời gian, vẫn là không thu hoạch được gì. Giang giật ngừng lại, nhìn qua mặt mũi tràn đầy yếu ớt bờ môi run lập cập phượng nghe, bất đắc dĩ đưa nàng cùng câu trần vương ném vào thiên hàn châu bên trong. Chính như phượng nghe nói, yêu tộc không am hiểu cấm chế, cái này một ngày thời gian nàng cùng câu trần vương không có bất kỳ phát hiện nào, cái này băng hồ căn bản là không cách nào phá giải. Tử cục, Giang giật thân thể đã bị đông cứng đến tê liệt, hắn vốn là không có triệt để khôi phục tinh thần dần dần trở nên uể oải bản năng trở nên tinh thần xa sút các loại tâm tình tiêu cực lặng yên xâm nhập linh hồn của hắn hắn không phải thật sự thần linh có tin mừng giận nhạc buồn cảm xúc sẽ bị ảnh hưởng hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung nhớ tới đông vực ly hương nhi bảo long vương bọn hắn không biết mình đi đông vực có thể hay không xảy ra chuyện thiên phượng đại đế trong cơn giận dữ có thể hay không nghĩ biện pháp giết chết các nàng hắn có nhớ tới ở xa địa giới y thiền tô như tuyết doãn nhược băng nhớ tới Giang Tiểu Nô, không biết các nàng giờ phút này thế nào phải chăng bị nổi giận thanh đế phái người chém giết nàng nhớ tới Y Phiêu Phiêu, không biết nàng phải chăng còn trấn áp tại Thánh Linh Sơn phía dưới thụ lấy tội, thừa nhận vô tận tưởng niệm cùng cơ khổ. Hắn nhớ tới Thiên Tinh Đại Lục, nhớ tới Tiền Vạn Quán, Chiến Vô Song, Giang Vân Hải, Mạ Yêu Nhi, Tiểu Phỉ vân vân. Hắn không biết Tiền Vạn Quán Chiến Vô Song Mã Yêu Nhi các nàng đã tới địa giới, giờ phút này còn tại mặc Vũ Bí cảnh bên trong. Thời gian trôi qua đã lâu như vậy đại gia gia thực lực thấp như vậy, phải chăng đã về cõi tiên tiểu giật bất hiếu. Thượng giới một ngày, hạ giới trăm ngày, Giang Vân Hải chiến lực không mạnh, thọ nguyên cũng không dài, giờ phút này rất có thể đã chết già ở Giang Đế Thành. Nghĩ tới đây, Giang giật nội tâm càng ngày thống khổ cùng tinh thần sa sút các loại tâm tình tiêu cực tràn ngập trong đầu của hắn. Tại cái này băng lãnh mà đen nhánh trong hồ, càng làm cho tinh thần hắn có chút rối loạn. Hắn không thể tự kiềm chế đi vào chính mình không gian thần khí bên trong, sở dĩ chỉ có thể ở bên ngoài thừa nhận băng hàn nỗi khổ, trong hồ hắn thậm chí nghĩ ngủ say đều không thể nào, hàn khí sẽ tươi sống bắt hắn cho đông lạnh tình, trừ phi vĩnh viễn ngủ say đi. Ngơ ngơ ngác ngác, đây chính là giang giật trạng thái, cái trạng thái này kéo dài suốt mấy canh giờ, giang giật tại một đoạn thời khắc kém chút nghĩ ngủ say đi, cái gì đều không quan tâm, hắn cảm giác quá mệt mỏi, nghĩ kỹ tốt nghỉ ngơi vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Hắn cuối cùng là bị đông cứng đến chịu không được, mới có chút tỉnh lại hàn khí đem hắn toàn thân đều cho đông kết, giờ khắc này ở lạng yên đông kết linh hồn của hắn, như linh hồn cũng bị đông kết, hắn tự tươi sống bị đông cứng chết rồi. Tâm hắn niệm khẽ động, điều tập một tia thiên lực tiến vào bị đông cứng phá hư trong gân mạch, chậm rãi khôi phục toàn thân, thẳng đến một cái tay có thể động về sau, hắn mới khống chế thiên lực quán chú tiến vào thần thụ diệp. Ông, thần thụ diệp sáng lên một đạo ánh sáng nhu hòa, nhanh chóng trị liệu giang giật. Quang mang này cũng không phải là sáng nhất, bất quá tại cái này đen nhánh trong hồ nước lại tựa như chích dương để giang giật con mắt cũng hơi có chút không thích ứng hắn hít mắt nhìn xem thần thụ diệp cảm thụ được toàn thân hoại tử cơ bắp xương cốt huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hắn lại một lần nữa cảm khái thanh linh thần thụ diệp quá thần kỳ đây quả thực là sinh mệnh chi diệp thần thụ diệp bên trên quang mang cũng là sinh mệnh chi quang sinh mệnh chi quang trong đầu toát ra bốn chữ này giang giật rất nhanh nhớ tới thanh linh nhớ tới tấm kia kiều diễm mặt lập tức hắn liền nghĩ tới y thiền tô như tuyết doãn nhược băng giang tiểu nô đám người khuôn mặt tươi cười, nhớ tới y phiêu phiêu kia từ ái mặt, nội tâm của hắn không hiểu khẽ động. Không thể từ bỏ, không thể từ bỏ, vô luận lại khổ lại mệt mỏi, bất luận tao mộ dạng gì ngăn trở, ta cũng không thể từ bỏ. Vì mẫu thân, vì người yêu của ta, vì thanh linh đại nhân, ta nhất định muốn sống sót. Nhân định thắng thiên, chỉ cần ta không buông bỏ, coi như lão thiên đều không thể để cho ta ngã xuống. Giang giật giống giận, thanh âm dùng thiên lực quán trú, chấn động đến nước hồ lăn lộn, thân thể của hắn hóa thành một đạo lợi kiếm tiếp tục hướng lên trên mặt tiêu xạ mà đi. Phượng Nghê phân tích ra hai kết quả, hoặc là nơi này có một cái phi thường cường đại cấm chế, hoặc là nơi này chính là một cái kỳ dị không gian, một cái lớn đến vô biên vô tận không gian. Giang giật không có cảm ứng được bất kỳ cấm chế gì ba động, sở dĩ hắn cho rằng nơi này là một cái rộng lớn bát ngát không gian. Hắn giờ phút này nội tâm suy nghĩ liền là bất luận cái này không gian lớn bao nhiêu, hắn đều muốn đi tháng đủ đầu. Một ngày không được 10 ngày, 10 ngày không được 100 ngày, một năm. Hắn trong khung quật cường phát tác, hắn còn không tin tưởng cái này không gian vĩnh viễn không có cuối cùng. Hắn bắt đầu đời này thống khổ nhất, nhất cơ khổ, khó qua nhất, bất lực nhất một đoạn lữ trình. Nội tâm của hắn kiên định như sắt, cái gì đều không quan tâm, cứ như vậy thẳng tắp hướng phía trước mới bay đi. Đói bụng lấy ra năng lượng đan nuốt, đói bụng trực tiếp quát nước biển, mệt mỏi để câu Trần Vương ra mang theo hắn hướng lên trên mặt phi hành, hắn nghỉ ngơi một lát bị đông cứng sau khi tỉnh lại tiếp tục hướng lên trên mặt phi hành. Không có người nói chuyện, không thể làm bất cứ chuyện gì, không thể hảo hảo ngủ một giấc, không có bất kỳ cái gì cảnh vật có thể xem, chỉ có nước biển, chỉ có băng lãnh, chỉ có cô độc. Một ngày, mười ngày, năm mười ngày, tám mười ngày. Giang giật nội tâm kỳ thật đã sớm tuyệt vọng, không bằng hắn trong khung kìm nén một cỗ khí, liền là không buông bỏ. Hắn dự định tiếp tục phi hành, thẳng đến hắn bị tươi sống mệt chết kia một ngày. Rất khó tưởng tượng, một người tại như thế tình huống dưới, có thể kiên trì thời gian dài như vậy, vẫn còn tiếp tục kiên trì. Câu Trần Vương được thả ra rất nhiều lần, hắn tại giang giật mệnh lệnh dưới, không thể không mang theo hắn hướng lên trên mặt phi hành. Trên thực tế, Câu Trần Vương đã sớm tuyệt vọng từ bỏ, hắn cho rằng bọn họ căn bản không có ly khai nơi này, bọn hắn muốn bị khốn tử ở đây. Ngày thứ 100, kỳ tích xuất hiện. Giang giật ở trên đỉnh đầu thấy được một tia sáng, kia sáng ngời có thể còn rất xa, sở dĩ cũng không phải là rất sáng. Bất quá cái này sáng ngời lại như thần thụ diệp sinh mệnh chi quang, để giang giật lệ rơi đầy mặt. chương 1810, người không hận ta, ngay từ đầu thời điểm giang giật coi là nhìn lầm, còn vuốt vuốt mấy lần con mắt, coi là xuất hiện ảo giác. Thẳng đến hắn liên tục xác nhận còn cắn nát đầu lưới của mình, thế mới biết quang mang kia không phải giả. Thần thụ diệp sáng lên, huyền hoàng chi lực vận chuyển toàn thân, Giang giật tốc độ tiêu thăng đến cực điểm, hắn sợ điểm này hy vọng chi quang đột nhiên yên diệt, hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ đến sáng ngời phụ cận. Sáng ngời càng ngày càng sáng, giang giật con mắt càng ngày càng sáng, tại sao một nén nhang thần trí của hắn khóa chặt sáng ngời chỗ, hắn hổ khu lần nữa run lên, kích động kém chút vừa khóc. Sáng ngời là một cái hình tròn lỗ hồng, tựa như một cái miệng giếng, giang giật còn có thể xuyên thấu qua cái miệng này con nhìn thấy phía trên trời xanh mây trắng. Hiu, sợ mộng đẹp phá toái, Giang giật một khắc đều không có dừng lại thân thể tiếp tục bão tố đi, sau đó dùng tốc độ khủng khiếp xông ra cái kia lỗ hồng. Thật, là thật, ta rốt cuộc ra, ta ra. Xông ra miệng giếng về sau, Giang giật phát hiện chính mình ra một cái hoang nguyên phía trên, cái này hoang nguyên có chút tiêu điều, lá cây phát hoàng, hàn phong lạnh thấu xương, cũng không có bất kỳ cái gì động vật, chỉ có một mảnh hoang sơn giã lĩnh. Nhưng hắn giờ phút này cảm giác nơi này là xinh đẹp nhất cảnh điểm, cảm giác những cái kia hoang sơn là như vậy đáng yêu, những cái kia lão thủ cỏ dại là như vậy dễ thân, thậm chí nghe mùi đất đều cảm giác là trên thế giới này tốt nhất nghe khí tức. Tại đáy hồ hắn dòng dã bị vây 100 số không mấy ngày, đây chính là thượng giới thời gian, đáy hồ không có cái gì, đen kịt một màu, hồ thủy băng hẳn đống xương. Đừng nói người bình thường, đoán chừng để câu Trần Vương một người ở bên trong dạng này tiềm hành 100 ngày, hắn đều sẽ điên mất a. Hô hô, sang giật từng ngụm từng ngụm hô hấp, hắn đặt mông ngồi dưới đất, kích động toàn thân phát run không có tự mình người đã trải qua vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm giang giật tâm tình vào giờ khắc này cũng như không có đã từng ngồi tù người cũng không hiểu tại trong lao sinh hoạt mấy chục năm cái chủng loại kia tư vị ông giang giật ngồi dòng rã nửa canh giờ hắn thiên hàn châu sáng lên đem câu trần vương phóng xuất sau đó nói một câu nói trực tiếp ngã trên mặt đất chìm vào giấc ngủ cho ta hộ pháp khác đừng đi loạn nếu có bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn lập tức đánh thức ta giang giật quá mệt mỏi tại băng hồ bên trong hắn liền không có hảo hảo ngủ một giấc, thực sự chịu không được để câu Trần Vương mang theo hắn tiếp tục tiến lên lúc, hắn mới có thể nghỉ ngơi một lát. Thường thường vừa mới ngủ một canh giờ, hắn liền sẽ bị tươi sống cho đông lạnh tỉnh, loại kia dày vò kém chút để tinh thần hắn sụp đổ, giống như không phải hắn trong khung kìm nén một hơi, sợ là đã sớm điên rồi. Cái này, cái này, cái này, Giang giật nói cái gì, câu Trần Vương đều không nghe rõ ràng, hắn đầy mắt chấn kinh, cùng Giang giật coi là nhìn lầm, hung hăng cho mình hai bàn tay, lúc này mới tỉnh táo lại. Thật ra thật ra a, à. câu Trần Vương bờ môi một mực tại run rẩy, tốt nửa ngày cũng không dám tin tưởng đây là sự thật, hắn đã sớm tuyệt vọng, cho rằng căn bản đi không ra cái kia băng hồ. Không phải Giang giật cưỡng ép mệnh lệnh hắn, hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục hướng lên trên mặt phi hành, lại không nghĩ rằng Giang giật chấp nhất cùng không bỏ, lại thật mang theo bọn hắn ra. Phục, câu Trần Vương nhìn qua mê man đi qua Giang giật, có loại quỷ bái xúc động. Hắn lần này là chân tâm chịu phục, cũng không phải là bởi vì hắn là giang giật hồn nô, mà là phát đến ở sâu trong nội tâm đối giang giật chịu phục. Một trăm số không mấy ngày, đừng nói hắn, coi như các vị đại đế đều không kiên trì được. A à dù sao ai cũng không biết phi hành hơn một trăm ngày liền có thể đến điểm cuối. Không có hy vọng mới có thể để cho người ta tuyệt vọng. Tại không có hy vọng tình huống dưới, ai còn có thể kiên trì lâu như vậy? Đáng sợ, tên điên! Câu Trần Vương cảm khái nửa canh giờ, hắn không dám đi loạn. Giang giật cho hắn ra lệnh, hắn chỉ có thể thành thành thật thật hộ pháp, chờ đợi Giang giật tỉnh táo lại. Cái này hoang nguyên thần thức đồng dạng nhận lấy hạn chế, câu Trần Vương dò xét một phen, xác định thần thức chỉ có thể dò xét ngàn trường. Ngàn trường phạm vi không có cái gì, không có bất kỳ cái gì sinh linh, câu Trần Vương cũng không thèm để ý. Dùng hắn cùng Giang giật hai người chiến lực, bình thường tình huống không sợ. Nếu như là ác ma thâm nguyên cái kia kinh khủng tồn tại ra, bọn hắn sợ hãi cũng vô dụng, dù sao là chết. Nơi này đến cùng là cái nào làm sao có thể nhìn thấy bầu trời mà lại nơi này thần thức bị hạn chế, nơi này tuyệt đối không phải thiên yêu giới. Câu Trần Vương suy nghĩ lung tung một trận, không phải hắn quả, dứt khoát cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ còn chờ Giang giật tỉnh lại, dù sao hết thảy đi theo hắn đi. Giang giật cái này một giấc dòng dã ngủ hơn 70, 80 canh giờ, hạ giới mấy ngày mấy đêm, hắn cảm giác cái này một giấc là hắn đời này ngủ được thoải mái nhất. Sau khi tỉnh lại toàn thân thoải mái tới cực điểm, nhục thân cùng linh hồn hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong hắn sau khi tỉnh lại thấy được câu trần vương gương mặt kia rất cảm thấy thân thiết hắn thoáng cái ngồi dậy mở rộng thân thể một cái dò xét bốn phía một cái tình huống lúc này mới nhếch miệng cười nói lão câu a à, không có gì tình huống a à. lão câu câu trần vương trợn trắng mắt hắn là câu trần vương nhưng lại không họ câu bất quá giang giật tâm tình tốt hắn cũng không thèm để ý nhiều như vậy cười chắp tay nói chủ nhân lợi hại thế mà có thể mang theo chúng ta chạy thoát phụ cận hết thảy bình thường. Ừm, Giang giật cũng không muốn đi dò xét, ngược lại lấy ra một chút lương khô linh quả, còn có một số rượu ngon, hắn còn lấy ra một chút bàn ghế tự bày ra ở trên đất bằng. Sau đó hắn đem phượng nghe phóng ra, tự mình rót ba chén rượu ngon về sau, nắm lên một khối thịt muối bắt đầu ăn, một bên ăn vừa hướng câu trần vương cùng đầy mắt chấn kinh ngạc phượng nghe nói ra, tới tới tới, đều đừng khách khí, chúc mừng chúng ta trở về từ cõi chết, đừng quản nhiều như vậy, trước hảo hảo ăn một bữa. Câu Trần Vương có chút câu thúc ngồi xuống, Phượng Nghê không có ngồi cũng không nói chuyện, xinh đẹp con ngươi màu bạc tại bốn phía đảo qua, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang trong mắt kinh sợ mới biến mất. Nàng vẫn là không có hỏi thăm vấn đề gì, câu Trần Vương không ngừng ra vào thiên hàn châu, trong khoảng thời gian này tình huống bên ngoài, nàng kỳ thật có thể đoán được một chút. Nàng trầm tư một lát, ánh mắt có chút khâm phục nhìn qua giang giật nói ra, cổ xưa chi lập đại sự người, không chỉ có tài hoa hơn người, cũng tất có bền gan vững chí ý chí. Giang giật các ngươi nhân tộc câu nói này quả nhiên không sai, khó trách các ngươi nhân tộc có thể như thế cường đại, phượng nghe bội phục. Giang giật chính ăn đến khoan khoái, tâm tình rất không tệ, cảm nhận được phượng nghe là thật tâm bội phục, tâm tình của hắn tốt hơn mấy phần, mỉm cười vẫy vẫy tay nói, nghe công chúa, khác đừng thổi phồng ta, lại đây ngồi đi. Mặc kệ chúng ta có thể đi ra hay không cái này kỳ dị không gian, mặc kệ cuối cùng là chết hay sống, trước hảo hảo ăn một bữa rồi nói sau, có thể cùng ngươi bực này kỳ nữ nâng ly cũng là nhân sinh điều thú vị. Kỳ nữ, Phượng Nghê lần nữa động dung, nàng có thể cảm nhận được Giang Giật lời nói là phát đến nội tâm, nàng có chút nghi ngờ hỏi, Giang Giật, ngươi, không hận ta còn tán dương ta, hận, Giang Giật cười nhạt một cái nói, không phải ngươi, ta giờ phút này làm sao tại cái này nhậu nhẹt bất quá hận thì hận, không có nghĩa là ta không thưởng thức ngươi, địch nhân liền không thể thưởng thức nói cho cùng ân oán của chúng ta chỉ là đều vì mình chủ, trận danh khác biệt thôi. Nơi này rõ ràng là một cái kỳ dị không gian, có thể ba người chúng ta cả một đời đều muốn vây chết tại cái này, đi so đo nhiều như vậy không có ý nghĩa. Quả nhiên là kỳ nhân, lòng dạ không phải phàm nhân có thể so sánh. Phượng Nghê có chút cúi người hành lễ, nghiêm mặt nói, giang giật, Phượng Nghê cả một đời chưa từng phục hơn người, người xem như cái thứ nhất. Mặc kệ có thể hay không ra ngoài, Phượng Nghê đem cũng không tiếp tục đối địch với ngươi. Chương 1811, Ếch Xanh, cùng ta là địch, Giang giật lắc đầu cười cười không nói chuyện, cái địa phương quỷ quái này có thể hay không ra ngoài còn khác nói đâu. Là địch hay không không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn dừng một chút xa xa nâng chén nhìn qua Phượng Nghê. Tạ Giang công tử, Phượng Nghê đi tới ngồi xuống, bưng chén lên cùng Giang giật đụng một cái hai người bèn nhìn nhau cười uống vào. Câu trần vương âm thầm vật đầu, Giang giật cái này lòng giả dạ khí độ hoàn toàn chính xác khó được, chỉ ít tại thiên yêu giới hắn là không có gặp. Theo băng hồ bên trong chạy thoát, ba người tâm tình thật tốt những ngày thức ăn thông thường trở nên phá lệ mỹ vị tự liền phượng nghe đều ăn một khối thịt khô mấy cái linh quả ăn ngon uống ngon giang giật nhắm mắt an tọa cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì phượng nghe cùng câu trần vương thì bắt đầu dò xét cảnh vật bốn phía sau một lúc lâu giang giật mở to mắt nhìn qua phượng nghe nói nhưng có phát hiện gì phượng nghe sắc mặt có chút ngưng trọng mở miệng nói nơi này có thể là một cái kỳ dị không gian cùng loại ngươi không gian thần khí đương nhiên cái này không gian thần khí lớn đến không biên giới hoặc là nơi này có thể là một cái bí cảnh, chúng ta rơi vào ác ma thâm huyên sau tự động truyền tống vào đến, mặc kệ bất kỳ tình huống gì, chúng ta đều gặp được đại phiền toái. Giang giật khẽ vuốt cằm, Phượng Nghe phân tích gần giống như hắn, hắn nhìn lên bầu trời khe khẽ thở dài nói, mặc dù không biết ác ma thâm huyên cái kia kinh khủng tồn tại, vì sao không có giết chúng ta nhưng đã hắn đem chúng ta bị nhốt ở đây, chúng ta phải làm cho tốt cả một đời đều đi ra không được dự định. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, cũng sẽ không có vô duyên vô cớ hận, Ác ma thâm uyên đã từng có rất nhiều yêu tộc không cẩn thận rơi vào, hay là cố ý vào đây thám hiểm, nhưng cuối cùng ngoại trừ bốn vị đại đế bên ngoài, còn lại vào đây yêu tộc, một cái đều không có ra ngoài. Giang giật bọn hắn hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ, yêu tộc coi trọng nhất địa bàn, giống như thiên phượng đại đế ở lại cung điện, phương viên vạn lý bất luận cái gì yêu tộc đều không thể tới gần, không có hắn ý chỉ coi như phượng nghê cũng không thể tiến vào. Giang giật bọn hắn tiến vào cái này kinh khủng tồn tại địa bàn, cái kia chính là đối với nó lớn nhất khiêu khích hắn đã đem ba người nhốt vào nơi này tới, như thế nào lại thả các nàng rời đi. Nghĩ thông suốt sự tình, Giang giật cũng không có quá tinh thần xa sút chỉ ít bọn hắn đi ra băng hồ, không cần tiếp nhận băng hàn nỗi khổ, không cần chịu đựng kia vô biên hắc ám, kia vô tận cô độc cùng trống rỗng. Nơi này có ánh sáng, có cây, có không khí, ngay tại bị vây ở cả đời này chết già, cũng so tại băng hồ bên trong mốc 100 ngày dễ chịu. Đi thôi, Giang giật phất phất tay, câu trần vương mang theo phượng nghe tiến lên, có hay không lối ra trước tìm xem lại nói. Giang giật trước tiên hướng phía trước mới bay đi, câu Trần Vương cùng Phượng nghe theo ở phía sau. Giang giật cho câu Trần Vương truyền âm, muốn thường xuyên chú ý Phượng nghe tình huống, giống như nàng có dị động trực tiếp chém giết. Thường thức thì thường thức, không có nghĩa là Giang giật hội trả lại Phượng nghe tự do, vạn một ngày Phượng đại đế vì nghĩ cách cứu viện Phượng nghe. Liên hợp còn lại ba cái đại đế tiến công ác ma thâm nguyên đâu có cái này thẻ đánh bạc tại, ít nhất an toàn của hắn nhiều một phần bảo hộ lại nói hai người là địch nhân hắn không có lý do gì phóng thích phượng nghe ba người tốc độ không nhanh không chậm thần thức bốn phía liếc nhìn ánh mắt như dao từng cái địa phương đảo qua không có bỏ qua bất kỳ một cái nào chỗ khả nghi ba người tại cái này trên cánh đồng hoang chuyển sau ba canh giờ ngừng lại ba người cau mày bọn hắn đã tới cái này hoang nguyên cuối cùng phía trước là một mặt bóng loáng như gương vách đá đâm thẳng thương khung mà lên chui vào đám mây căn bản không biết cao bao nhiêu nhìn thấy cái này vách đá lúc Giang giật cùng Phượng nghe Tâm đều trầm xuống. Nhất là Giang giật, hắn đã từng đi qua rất nhiều nơi tầm bảo, đối với loại tình huống này bản năng cảm thấy không lành. Oanh, câu Trần Vương một tay bắn ra một đạo màu trắng lưu quang hung hăng đánh vào trên vách đá, không ra Giang giật ngoài ý liệu, cái này vách đá không có bất kỳ cái gì chấn động, phía trên ẩn ẩn có lưu quang vờn quanh, không thể phá vỡ, không gì phá nổi. Hưu, mặc dù đã đoán được cái này vách đá là không thể nào đánh xuyên, Giang giật vẫn là quyết định thử một lần, Hắn huyền hoàng chi lực vận chuyển, dùng lực lượng lớn nhất đối vách đá đập tới. Ông, đồng dạng, trong vách núi treo leo ẩn ẩn sáng lên một đạo quang hoa, không có một tia chấn động, chớ nói chi là bị đánh xuyên một cái cửa hang. Câu Trần Vương hướng lên trên mặt phi phi xem, tốc độ không nên quá nhanh, tình huống không đúng lập tức xuống tới. Giang giật ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu, nhìn xem có thể hay không bay lên không trung, vòng qua mảnh này vách đá. Câu Trần Vương một tay buông xuống phượng nghê chậm rãi bay lên không hắn mặt mũi tràn đầy khẩn trương, trên thân sáng lên một đạo hào quang màu vàng đất, tựa như trên thân thể phủ thêm một kiện kỳ lạ chiến giáp. Ngàn trượng, hai ngàn trượng, năm ngàn trượng, vạn trượng. Giang giật cùng phượng nghe liếc nhau, đôi mắt cũng hơi sáng lên, bởi vì câu Trần Vương lập tức liền có thể đến gần đám mây. Đến lúc đó hẳn là có thể dò xét cái này vách đá đến cùng cao biết bao nhiêu, giống như có thể vòng qua vách đá cái này không còn gì tốt hơn. Hưu, nhưng mà, hai người đôi mắt còn không có triệt để sáng lên, Câu Trần Vương đụng một cái sở không trung đám mây sau đột nhiên mắt nhắm lại, trên thân khí tức hoàn toàn không có, như một cái bị bắn chết đại điểu giáng xuống. Oanh, câu Trần Vương thân thể trùng điệp đập vào sơn lĩnh phía trên, đem một cây đại thụ cho tươi sống nện đứt, giang giật cùng phượng nghe tâm đều trầm xuống. Giống như hai người không có đoán sai, nơi này bốn phương tám hướng đều có dạng này vách đá, không trung bay đi lên đều sẽ hôn mê. Nói một cách khác, nơi này là một cái lồng giam, một cái vĩnh viễn đi ra không được lồng giam giang giật đi qua dùng thần thụ diệp cho câu trần vương chữa thương một phen cái sau tại một nén nhang sau tự tỉnh lại chính hắn cũng mơ mơ màng màng chỉ nói bay lên cao vạn trượng uổng phí về sau đột nhiên cảm giác một trận mê muội cuối cùng lặng yên vô tức tựu mất đi câu trần vương thực lực tại trong ba người là tối cường linh hồn cũng là tối cường đã hắn bay đi lên đều trong nháy mắt hôn mê giang giật cùng phượng nghe đều không cần thử ba người nghỉ ngơi một lát bắt đầu lần theo vách đá tiến lên hơn hai mươi canh giờ về sau Giang giật khoát tay áo ra hiệu hai người dừng lại. Khóe miệng của hắn có chút phát khổ, vừa rồi hắn cùng Phượng nghe suy đoán hoàn toàn chính xác. Nơi này là một cái cửa đại lồng giam, bốn phương tám hướng đều là vách đá, thẳng thẳng nhập vân, vách đá căn bản thẻ không ra. Phía trên không bay qua được, dưới mặt đất bùn đất câu trần vương thử một chút, chỉ có thể chui vào trăm trượng, trăm trượng sau phía dưới lại là cùng loại trên vách đá màu xanh thạch đầu. Trong sơn cốc này ngoại trừ một chút cổ thụ cỏ dại bên ngoài, không có bất kỳ cái gì động vật cùng sinh linh, kiến tộc đều không nhìn thấy một cái. Trong sơn cốc linh khí phi thường thưa thớt, toàn bộ sơn cốc không có bất kỳ cái gì đường ra, đường ra duy nhất liền là thông hướng băng hồ cái kia miệng giếng. Miệng giếng phía dưới là băng hồ, có lẽ băng hồ bên trong còn có mặt khác cửa ra vào, có thể mặt khác cái kia lối ra đem có thể thẳng thông thiên yêu giới, thậm chí thiên giới. Nhưng Giang giật dám vào đi sao, nghĩ đến tại băng hồ bên trong bị nhốt hơn 100 ngày, Hắn tình nguyện cả một đời chết già ở trong sơn cốc, cũng không muốn lại xuống băng hồ. Tại băng hồ bên trong một trăm số không mấy ngày, là hắn đời này đáng sợ nhất ký ức. Câu Trần Vương cùng Phượng Nghê cũng giống như thế, hai người tình nguyện chết cũng không muốn lại trở lại băng hồ, sở dĩ ba người liếc nhau, nhìn nhau im lặng. Lại là Tử Cục, giang giật ánh mắt híp lại, nhìn lên bầu trời kinh ngạc ngẩn người, xuyên thấu qua đám mây hắn hoảng hốt ở giữa tựa hồ thấy được một đôi mắt, một đôi coi thường chúng sinh lãnh huyết vô tình đôi mắt. Tại thời khắc này Giang giật mơ hồ có một loại cảm giác. Ba người các nàng tựa như ba cái ếch xanh, bị cái kia kinh khủng tồn tại ném vào một cái trong lồng. Sau đó nó ở bên ngoài nhìn xem các nàng dãy ruộng, nhìn xem các nàng nhảy tới nhảy lui, nhìn xem bọn chúng chậm rãi chết đi. chương 1812, câu Trần Vương mất tích. Về sau hai ngày thời gian, Giang giật cùng câu Trần Vương phượng nghe cũng không hề từ bỏ. Bọn hắn tại cái này to lớn trong sơn cốc dạo qua một vòng lại một vòng, đào ba thước đất, Trừng to mắt tìm kiếm bất luận cái gì một tia chỗ khả nghi, đem sơn cốc lật ra một lần lại một lần, tự liền bốn phía vách đá đều từng cái công kích một lần. Đồng thời, Giang giật mang theo phượng nghe bay lên không chung, còn bay mấy chục lần, theo từng cái địa phương, dùng các loại góc độ bay đi lên. Cuối cùng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, vừa bay hơn vạn trượng khoảng cách. Bọn hắn đều sẽ trong nháy mắt đã hôn mê, sau đó như diều bị đứt dây đồng dạng giáng xuống. Hai ngày sau đó, Giang giật từ bỏ, Câu Trần Vương cùng Phượng Nghi đã sớm từ bỏ, không phải Giang giật cố chấp muốn tiếp tục tìm kiếm, các nàng khẳng định đã sớm đình chỉ loại này cử động nhàm chán. Giang giật mang theo hai người về tới cái kia miệng giếng phụ cận, hắn đem câu Trần Vương cùng Phượng Nghi thu nhập thiên hàn châu bên trong, sau đó ngã trên mặt đất trực tiếp thiếp đi. Tìm hai ngày thời gian tâm hắn lực lao lực quá độ, hắn cần nghỉ ngơi thật tốt, đem hỗn loạn não hải tỉnh táo lại. Ngủ mười mấy cái canh giờ, Giang giật tỉnh lại, hắn hít mắt nhìn lên bầu trời, Giờ khắc này nội tâm của hắn 10 phần yên tĩnh, không có suy nghĩ địa giới y thiền các nàng, cũng không có suy nghĩ thiên yêu giới ly hương nhi bạo long vương các nàng. Hắn càng không có cấp bách muốn đi ra ngoài, hắn để cho mình tâm thái bảo trì tại nhất bình hòa trạng thái, dạng này mới có thể nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, mới có thể càng lý trí đi phân tích, phán đoán, đi tìm. Đây là một cái tử tù ân, hẳn là hai cái tử tù, chia làm trên dưới hai tầng, phía dưới phi thường khủng bố, có thể khiến người ta phát cuồng, để cho người ta nổi điên hai cái này không gian hẳn là cái kia kinh khủng tồn tại bố trí, hắn đem chúng ta làm vào đây dụng ý, hẳn là trừng phạt chúng ta khiêu khích hắn tôn nghiêm. Nơi này có hai tầng, chúng ta có thể thành công xông đến phía trên một tầng, điều này nói rõ nơi này không phải tử lộ, chỉ là chúng ta không tìm được lối ra thôi. Giang giật rất nhanh xác định một sự thật, nơi này khẳng định lại có lối ra, nếu không cái kia kinh khủng tồn tại, hoàn toàn có thể đem cái này miệng giếng cho phong kín, để bọn hắn tươi sống tại băng hồ bên trong chết cóng, phát cuồng điên rồi. Hắn đổi vị suy tư một chút, giống như hắn là cái kia kinh khủng tồn tại, tại ác ma thâm uyên bên trong vượt qua dài rằng giặc thời gian, bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn không thể rời đi ác ma thâm uyên. Sở dĩ, hắn khẳng định rất nhàm chán, thật vất vả có mấy cái tiểu con rối vào đây, hắn đương nhiên sẽ không lập tức giết chết, mà là đem bọn hắn ném vào cái này tử tù bên trong, đùa một cái trò chơi. Nhìn xem giang giật các nàng vì sinh tồn mà dễ dụa, nhìn một chút các nàng có thể hay không có biện pháp đột phá trùng vây, thành công chạy thoát. Giang giật đã từng từng tiến vào rất nhiều bảo địa tầm bảo, đối với bố cục người tâm thái có một ít hiểu rõ. Bố cục người thường thường hội thiết trí rất nhiều tử lộ, nhưng tuyệt đối sẽ lưu lại một đầu sinh lộ, nếu không cục này tựu không dễ chơi. Giống như đều là tử lộ vậy không bằng không thiết, vừa tiến đến trực tiếp siết chết tốt. Sở dĩ cái này tử tù khẳng định có đường sống, bọn hắn còn có cơ hội chạy đi. Còn chạy đi sau cái kia kinh khủng tồn tại có thể hay không một bàn tay chụp chết bọn hắn, kết thúc cái trò chơi này, Giang giật tự không được biết rồi. Chỉ cần có đường ra, Giang giật liền sẽ không từ bỏ. Ánh mắt hắn có chút nheo lại, bắt đầu phân tích sơn cốc này đường ra ở đâu. Hắn nghĩ đến rất nhiều nơi, nghĩ đến thật lâu. Tại sao ba canh giờ, hắn nghĩ tới hai cái khả năng, hai con đường. Con đường thứ nhất, cái kia chính là băng hồ cửa ra vào, chiếc kia ngay ngắn. Sở dĩ như thế phán đoán, hắn cũng là đứng tại bố cục người lập trường suy nghĩ. Cái này băng hồ quá kinh khủng sở dĩ theo băng hồ bên trong may mắn trốn tới người, đương nhiên sẽ không nghĩ lại tiến vào. Trên thực tế, Giang giật cùng Phượng nghe câu Trần Vương tựu căn bản không có nghĩ tới khi tiến vào băng hồ. Tư duy ngược chiều, càng là không có khả năng, càng là không dám, càng là tưởng rằng tử lộ, thường thường bố cục người đều thích sắp xuất hiện khẩu thiết lập ở nơi đó. Dạng này vượt qua người liền muốn không tới, bố cục người cùng vượt qua người đấu trí đấu dũng, bố cục người thắng, dạng này hắn mới có cảm giác thành tựu nha. Thứ hai con đường, liền là đỉnh đầu vùng trời này băng hồ ở phía dưới sơn cốc này ở phía trên giả thiết băng hồ là cửa thứ nhất sơn cốc này liền là cửa thứ hai như vậy cửa thứ ba rất có thể ngay tại trên sơn cốc nơi này bầu trời rất quỷ dị vừa đi lên liền sẽ mê muội thường thường vượt quan đám người tại thử mấy lần về sau cũng sẽ không đi quản bầu trời cho rằng nơi đó là tử lộ vừa vặn tương phản giang giật ngược lại cho rằng nơi đó có thể liền là đường sống là lối ra nghĩ thông suốt sự tình Giang giật cũng không có lập tức nếm thử, mà là nhắm mắt hồi tưởng mấy lần, xác định về sau hắn lại đem Phượng Nghê cùng câu Trần Vương phóng ra, đưa ra suy đoán của mình. Câu Trần Vương rơi vào trầm tư, hắn lại yêu tộc, xung thượng vũ lực, đối với loại này âm mưu quỷ kế bố cục loại hình nhất khiếu bất thông, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, không cách nào phán đoán. Phượng Nghê đi qua thiên giới, còn sinh hoạt một đoạn thời gian, nàng trí lực rất biến thái, vẻn vẹn trong chốc lát tự gật đầu nói, Giang giật, suy đoán của ngươi không có vấn đề, vừa rồi ta cũng suy nghĩ rất lâu. Phán đoán của ta là, lối ra hẳn là tại băng hồ phía dưới, bất quá cái này mười phần nguy hiểm. Giống như phán đoán sai lầm, có lẽ chúng ta xuống dưới về sau, cái cửa ra này có thể sẽ phong kín, chúng ta vĩnh viễn đều phải bị vây chết tại băng hồ bên trong. Có loại khả năng này, Giang giật sắc mặt biến đến ngưng trọng, một bước sai từng bước sai, bố cục người giống như tàn nhẫn lời nói, hoàn toàn chính xác có thể sẽ sắp xuất hiện khẩu cho phong kín, sẽ không lại cho vượt qua người cơ hội thứ hai hắn trầm tư một lát, trong tay giới chỉ vừa lấy ra hiện một cái roi, trong tay hắn thiên lực quán chú, roi như một đầu như độc xà cuốn lấy câu Trần Vương eo. Câu Trần Vương sắc mặt run lên, hắn đoán được Giang Giật muốn làm gì, mặt mũi tràn đầy vô cùng đáng thương nhìn qua Giang Giật, tựa hồ tại im ắng cầu xin tha thứ. Hưu, Giang Giật phi thường vô tình cuốn lên câu Trần Vương trực tiếp ném vào miệng giếng, sau đó hở hững nói ra, xuống dưới tìm kiếm lối ra, chú ý hết thảy chỗ khả nghi, giống như roi thẳng băng về sau, ngươi liền có thể trở về. Đây là mệnh lệnh, câu Trần Vương không cách nào kháng cự chỉ có thể hướng xuống giếng vào tới, giang giật thì khống chế roi vô hạn dài ra. Roi dài nhất có thể đạt tới 10 vạn trượt, đây là thượng phẩm thần khí, lần trước hắn cứu bạo Long Vương thời điểm dùng qua. Có cái này roi, chỉ ít câu Trần Vương có thể lần theo roi trở về. Giang giật cùng Phượng nghe đều đứng ở miệng giếng, roi cũng không có đứt gãy, hai người thần thức có thể dò xét đến câu Trần Vương hướng phía dưới chậm rãi kín đáo đi tới. Ừm, không có vấn đề xuống dưới sau miệng giếng hẳn là sẽ không phong kín câu trần vương hướng phía dưới đi về phía trước mấy trăm trược đều chưa từng xuất hiện vấn đề gì giang giật cùng phượng nghe có chút giải sầu câu trần vương tiếp tục ở phía dưới dò xét rất nhanh biến mất tại giang giật cùng phượng nghe thần thức dò xét phạm vi bên trong giang giật khống chế roi tiếp tục dài ra đạt đến cực hạn hắn cùng phượng nghe tiệu đứng tại miệng giếng lặng lặng chờ đợi chờ đợi câu trần vương trở về một nén nhang hai nén hương ba nén hương Sang giật con người đột nhiên trở nên lạnh, bởi vì thời gian dài như vậy, câu Trần Vương khẳng định đã sớm hạ 10 vạn trượng khoảng cách, nhưng roi nhưng không có thẳng băng. Một canh giờ, Sang giật trong tay quang mang lóe lên đem roi thu hồi lại, để cho hai người khiếp sợ là, roi một đầu khác rỗng tuếch, câu Trần Vương. Mất tích, chương 1813, mộng như nhân sinh. Bất hạnh bị Phượng nghe nói chúng, ác ma thâm uyên cái này tồn tại hoàn toàn chính xác tâm ngoan, tiến vào băng hồ sau có thể liền rốt cuộc lên không nổi. Bất luận câu Trần Vương chết rồi, vẫn là làm sao vậy, Giang giật cùng Phượng nghe là triệt để đoạn mất hạ băng hồ suy nghĩ. Giang giật linh hồn trong thức hải có câu Trần Vương hồn trùng, đáng tiếc khoảng cách quá xa, Giang giật không cảm ứng được câu Trần Vương. Hắn không biết hắn sống hay chết, lại không dám xuống dưới tìm hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía không trung duy nhất hy vọng liền là nghĩ biện pháp từ phía trên đi ra, hắn thở ra một hơi thật dài, đem Phượng nghe thu nhập thiên hàn châu bên trong, Mặc dù hắn biết rõ Phượng Nghê sẽ không làm loạn, nhưng hắn một khi đi nếm thử bay lên không trung hội ngất đi, vạn nhất Phượng Nghê bí quá hóa liều nghĩ biện pháp giết chết hắn liền xong rồi, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hắn trầm ngâm một lát hướng nơi xa bay đi, rời đi băng hồ lỗ hồng trăm dặm về sau, hắn thân thể chậm rãi hướng lên trên mặt bay đi, hắn đem tốc độ đạt ở thấp nhất, còn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Tinh tế đi cảm ứng bốn phía khác biệt, đi cảm ứng mình rốt cuộc là thế nào hôn mê. 9999 trưởng, Giang giật tốc độ gần như nhưng so sánh rùa đen bò, tinh thần hắn độ cao tập trung, cảm ứng bốn phía phát sinh hết thảy biến ảo. Tại đạt tới một vạn trưởng lúc, trong tay hắn thần thụ diệp phát sáng lên, đồng thời hắn một cái tay khác hỏa long châu bên trong quang mang lấp lánh, chuyển đến một đạo năng lượng kỳ dị, để linh hồn hắn quang mang đại thịnh. Oanh, không có nửa điểm ngoài ý muốn, trong linh hồn hắn đột nhiên cảm giác nổ lên một đạo kinh lôi, tiếp lấy hắn tựa như rơi vào vòng xoáy bên trong, linh hồn cảm giác không ngừng xoay tròn, cuối cùng ý thức nhanh chóng yên lặng. hắn như một cái bị bắn chết đại điều thẳng tắp rơi xuống. ầm, um, hắn thân thể nện ở một tòa đại sơn giữa sườn núi, nện đứt mấy cây cây lăn xuống đến. tại hai nén nhang sau hắn đúng giờ mở to mắt thanh tỉnh. não hải truyền đến trận trận đau đớn, linh hồn mặc dù không có bị trọng thương, nhưng vô cùng khó chịu. hắn vận dụng thần thụ diệp, lại nghỉ ngơi thời gian một nén nhang sau mới chậm lại. hô hô, lần này hắn không có phát hiện vấn đề hắn đến cao vạn trượng uổng phí thời điểm, bốn phía căn bản không có cấm chế ba động. Liền là đột một linh hồn một tiếng nổ vang, tiếp lấy cảm giác được đầu váng mắt hoa, cuối cùng hôn mê dáng xuống. Hắn trầm tư một lát, không phải hắn quả, tại linh hồn triệt để khôi phục, tiếp tục hướng không trung bay đi. Đồng dạng tại khoảng cách vạn trượng lúc, tốc độ của hắn sẽ thả đến chậm nhất, lợi dụng trước khi hôn mê trong nháy mắt đó đi dò xét tình huống chung quanh, tìm kiếm phá cục chi điện. Âm, um, âm, um, âm, um, hắn lần lượt dáng xuống, một lần bay lên, 10 lần, 50 lần, 100 lần. Tại thời gian trôi qua một ngày, hắn dòng dã bay đi lên mấy ngàn lần đều rơi xuống về sau, hắn rốt cuộc cũng ngừng lại. Trên mặt của hắn đều là mỏi mệt, đi lên mấy ngàn lần, hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Chẳng lẽ ta suy đoán sai lầm, phía trên căn bản không có đường ra, kia. Đường ra đến cùng ở đâu hay là căn bản không có đường. Giang giật mang theo đầy não nghi hoặc ngủ thật say, hắn cần để cho linh hồn đạt được nghỉ ngơi, nếu không tiếp tục như vậy hắn hội tẩu hỏa nhập ma hội điên mất lần này hắn thế mà trong giấc mộng hắn mộng thấy chính mình biến thành một cái ếch xanh bị người ném vào một cái chết trong giếng hắn không ngừng đập a đập đập a đập hắn nhảy mấy trăm năm thời gian cuối cùng hắn thực sự đập bất động ngay tại đáy giếng tươi sống chết già rồi sau khi tỉnh lại hắn nhớ tới giấc mộng kia khóe miệng lộ ra nụ cười khổ sở nhân sinh như mộng mộng như nhân sinh a hắn cùng trong mộng ếch xanh quá tương tự không ngừng nghĩ nhảy ra miệng giếng, lại lần lượt ngã xuống khỏi tới. Hắn uể oải nằm trên mặt đất, kinh ngạc nhìn lên bầu trời, cả ngón tay đều không muốn động, cứ như vậy ngẩn người, trong đầu cái gì đều không nghĩ, liền muốn ngẩn người. Hoảng hốt ở giữa, hắn cảm giác chính mình thật biến thành cái kia ếch xanh, sơn cốc này biến thành một cái to lớn ngay ngắn, miệng giếng có cường đại cấm chế, để hắn nhìn không thấu bờ giếng cảnh sắc. Hắn lại không hiểu cảm giác miệng giếng phía trên có một đôi con mắt thật to, ngay tại hí ngược nhìn qua hắn, cũng như nhìn xem một cái ếch xanh. Không ra được, từ bỏ đi, đời này ta chỉ có thể cùng cái kia ếch xanh đồng dạng chết già ở cái này. Giang giật trong đầu không hiểu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, tinh thần của hắn dần dần trở nên uể oải, trở nên tinh thần xa sút hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ nghĩ cứ như vậy cả một đời chìm vào giấc ngủ. Không đúng, Giang giật đôi mắt đột nhiên mở ra, bên trong hàn quang lấp lánh, không bằng hắn rất nhanh lại nhắm lại, trong đầu của hắn lại như kinh lôi nổ lên, đột nhiên có một loại minh Mộ. Giấc mộng kia cũng không phải là trời có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, giờ phút này trong đầu của hắn phải chết già ở cái này lý niệm cũng không phải chính mình hiển hiện, mà là có người cố ý ảnh hưởng chính mình, người kia rất có thể liền là ác ma thâm uyên bên trong cái kia kinh khủng tồn tại. Cái kia tồn tại vì sao muốn lặng yên ảnh hưởng ý thức của hắn. Điều này nói rõ nghĩ lừa dối hắn, để hắn coi là không ra được, dạng này ngược lại chứng minh nơi này tuyệt đối là có ra miệng. Mà lại lối ra ngay tại đỉnh đầu bầu trời, chính vì hắn tìm được chính xác con đường sở dĩ cái kia tồn tại mới có thể lặng yên đến lừa dối hắn vẫn là không đúng giang giật não hải nhất truyền phát hiện logic bên trên có ta không khớp mặc dù hắn nhận định đầu đội thiên không là lối ra nhưng hắn cũng không có cách nào phá giải cũng không có cách nào ra ngoài đã hắn còn ra không đi cái kia kinh khủng tồn tại vì sao muốn đến lừa dối hắn đây không phải vẽ rắn thêm chân sao sai sai ha 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 sau nửa canh giờ Sang giật đột nhiên hô to hai tiếng, lập tức cất tiếng cười to. Bên trong tròng mắt của hắn tinh mang bắn ra bốn phía, trong thân thể huyền hoàng chi lực điên cuồng vận chuyển, hắn hai chân trầm xuống, đột nhiên hướng không chung vào tới. Bay lên mấy ngàn trượng về sau, hắn thân thể đột nhiên chuyển hướng, hướng trái phía dưới bắn thẳng đến mà xuống. Trái phía dưới ngoài trăm dặm có một cái cự đại lỗ hồng, kia là băng hồ lối vào. Thân thể của hắn không có chút gì do dự, trực tiếp xuất vào băng hồ cửa vào, cuối cùng thân thể hung hăng nhập vào băng hồ bên trong. Cảm nhận được kia băng hồ đông lạnh chia tận xương hàn khí, giang giật toàn thân run lên một cái giật mình, hắn thần thức tại bốn phía đảo qua, lại tại trên không trung miệng giếng đảo qua, cắn răng hướng phía dưới bơi đi. Vừa rồi hắn cho ra một cái suy đoán, lối ra cũng không ở phía trên, mà là tại cái này băng hồ phía dưới. Cái kia kinh khủng tồn tại cố ý lừa dối hắn, để hắn thông minh quá sẽ bị thông minh hại, để hắn đời này tựa như hắn trong mộng ếch xanh, không ngừng hướng lên trên mặt đập, mà sẽ không đi cân nhắc mặt băng hồ. Nếu như không có cái này mộng, giống như cái kia kinh khủng tồn tại không có cố ý đến lừa dối hắn, hắn thật đúng là sẽ không cân nhắc cái này băng hồ, bởi vì câu Trần Vương xuống tới sau tựu mất tích. Hắn bị câu Trần Vương mất tích dọa sợ, tại vừa rồi mới phát hiện một cái lớn vô cùng lỗ thùng. Giống như cái này băng hồ là tử lộ, vì sao câu Trần Vương vừa đưa ra cũng chưa chết hắn cùng phượng nghe thần thức đều có thể dò xét ngàn trượt, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng dò xét đến câu Trần Vương hướng phía dưới tiềm hành mà đi. Sở dĩ, băng hồ là sống đường, câu Trần Vương đột nhiên mất tích, hẳn không phải là chết rồi, mà là đi lối ra. Giang giật không quay đầu lại đi xem cái kia băng hồ miệng giếng, mà là bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía dưới kín đáo đi tới, hắn sợ cái kia kinh khủng tồn tại lần nữa cải biến quy tắc trò chơi. Giang giật tốc độ quá nhanh, vẻn vẹn mấy hơi thời khắc, hắn tự tiềm hành vạn trường. Phía trên cái kia miệng giếng đã triệt để không thấy được, khắp nơi trở nên đen kịt một màu, băng hồ tựa hồ biến thành một tấm cự thú miệng rộng, đem giang giật cho nuốt sống vệ đi vào. chương 1814, Hồi Phi Yên Diệt Ha 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 ha, vẻn vẹn lặn xuống chín vạn cửu thiên trượng, giang giật liền phát hiện phía dưới có một cái vòng sáng, hắn hưng phấn cười ha ha, suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác. roi có thể dọc theo 10 vạn trượng khoảng cách, đến khoảng cách này, roi sẽ bị câu trần vương thẳng băng, điều này nói rõ câu trần vương không có hạ 10 vạn trượng phía dưới. Mà giống như câu Trần Vương chết, cuối cùng roi sẽ đem thi thể của hắn mang về, roi không có bất kỳ cái gì tổn thương, điều này nói rõ câu Trần Vương còn không có đến 10 vạn trượng tự biến mất tại băng hồ bên trong. Đây cũng là giang giật thẳng tắp hướng băng hồ lao xuống nguyên nhân, ánh mắt của hắn như tinh thần cực nóng, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía dưới vòng sáng phóng đi. Nơi này tại sao lại xuất hiện một cái vòng sáng trước kia hắn hướng lên trên mặt tiềm hành thời điểm vì sao không có phát hiện. Những chuyện này giang giật cũng không có đáp án rõ ràng, có thể là hắn đi phía trên, phá băng hồ cửa này, băng hồ bên trong cấm chế tự động bị xúc động, cũng có thể là là khác duyên cớ. Giang giật không muốn đi cân nhắc nhiều như vậy, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn vào phía dưới vòng sáng bên trong, một đạo bạch quang hiện lên, cảnh vật trước mắt triệt để thay đổi. Không phải băng hồ, không phải sơn cốc kia, mà là một tòa cự đại đỉnh núi, giang giật phi thường xác định, ngọn núi này hắn chưa bao giờ nhìn qua. Rốt cục phá quan, giang giật thở ra một hơi thật dài, hắn đầy mắt vui sướng, muốn tìm người chia sẻ, sở dĩ không có cân nhắc, thiên hàn châu lấp lánh muốn đem phượng nghe đem thả ra. Tà môn sự tình có phát sinh, thiên hàn châu quang mũi nhọn lấp lánh thoáng cái, lại không cách nào đem phượng nghe đem thả ra, giang giật thử mấy lần cũng giống như thế. Nơi này có quỷ dị, giang giật đôi mắt nhất chuyển, thần thức bốn phía lướt nhìn, đồng dạng chỉ có thể dò xét ngàn trường. Hắn dõi mắt trông về phía xa một trận, cũng không có thấy có người hành tẩu qua vết tích. Câu Trần Vương không phải cũng tiến vào sao làm sao lại không có vết tích đâu. Giang giật không nghĩ ra, thông qua hồn trùng cảm ứng cũng không có cảm ứng được câu Trần Vương tồn tại. Hắn nghĩ nghĩ, thân thể bay đi, chậm chậm hướng bốn phía bay đi, muốn dò la xem bốn phía một cái tình huống. Xuy suy đột nhiên, trên đỉnh đầu sáng lên một đạo bạch quang, tiếp lấy một đạo to bằng cánh tay lôi điện trống rỗng xuất hiện, như một đầu ngân long bắn thẳng đến Giang giật mà tới. Thứ gì, Giang giật lông tơ đều dựng lên, hắn trước tiên phóng thích thiên phong giáp tăng cường phòng ngự. Nhưng để hắn càng khiếp sợ sự tình phát sinh, thiên phong giáp rõ ràng ngay tại trong thân thể, lại không cách nào hiển lộ ra. Hưu, hắn chỉ có thể vận chuyển huyền hoàng chi lực, tốc độ đạt tới cực hạn hướng bên cạnh tránh né mà đi. Hắn vẫn là suy nghĩ nhiều, kia ngân sắc lôi long tựa hồ đã khóa chặt hắn, tại hắn trên không mười trượng đột nhiên rẽ ngoặt chính xác đánh chúng vào hắn. Ken két, mặc dù trước kia hắn bị xét đánh chúng qua rất nhiều lần, lần này cảm giác lại hoàn toàn khác biệt nếu như nói thiên tinh giới lôi điện là dùng kim đâm thịt cảm giác địa giới lôi điện liền là cầm tiểu đao cắt thịt mà ở trong đó lôi điện lại càng khủng bố hơn không chỉ là dùng tiểu đao cắt thịt còn cần kim châm linh hồn giang dập nhục thân rất cường đại hắn vận dụng huyền hoàng chi lực tăng phúc nhục thân sở dĩ cũng không nhận được tổn thương gì chỉ là tóc lông mày zorier truyền đến một trận mùi khét lẹt toàn thân đều đang run rẩy giang run lên linh hồn bên trong cũng thống khổ khó nhịn hắn bản năng muốn lấy ra thần thụ diệp không gian giới chỉ sáng lên thần thụ diệp nhưng không có xuất hiện hắn quên đi cái này không gian bị giam cầm là không cách nào lấy ra không gian giới chỉ không gian thần khí bên trong bất kỳ vật gì thậm chí tiềm ẩn trong thân thể thiên phượng giáp đều không thể vận dụng cũng may thiên lực cùng huyền hoàng chi lực có thể sử dụng giang giật nghỉ ngơi mấy nén hương về sau thân thể khôi phục lại hắn hướng bầu trời nhìn một cái đột nhiên đối bầu trời dựng lên một cái ngón giữa cái này ngón giữa là thiên tinh đại lục dân gian một loại ngôn ngữ tay, biểu đạt sang giật im ắng phẫn nộ cùng khinh bỉ. Khinh bỉ đối tượng tự nhiên là cái kia phía sau màn điều khiển cường đại tồn tại. Hắn dừng một chút tiếp tục phi hành, hắn có một loại dự cảm, tại tầng này ở lâu, tuyệt đối sẽ không dễ chịu, hắn nhất định phải nhanh tìm tới lối ra. Cảnh sắc nơi này cùng ban đầu sơn cốc không giống, nơi đó một mảnh tiêu sắt, lá vàng phiêu linh, cỏ khô khắp nơi trên đất. Nơi này cây xanh vội vàng, một đường bay tới còn có thể nhìn thấy rất nhiều tiểu động vật, bất quá đều là động vật ăn cỏ, cũng không nhìn thấy hung tàn dã thú, càng không có yêu thú. Mà lại rất nhiều nơi cảnh sắc phi thường yêu mỹ, giang giật bay trăm vạn lý sau thấy được một cái xinh đẹp hồ nhỏ. Hắn tùy ý cảm ứng thoáng cái, nơi này linh khí nồng nặc rất nhiều, không nói so thiên giới, chỉ ít có thể cùng địa giới không sai biệt lắm. Giống như nhất định ở bên trong chết già, nơi này ngược lại là một cái không tệ nơi ở mới. Suy suy, Hồ nhỏ cảnh sắc còn chưa xem xong, bầu trời lại truyền tới một đạo rất nhỏ tiếng vang, Giang giật đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt trong nháy mắt biến thành mướp đắng. Trên bầu trời một đạo lôi điện đột ngột xuất hiện, hóa thành một đầu lôi long bắn thẳng đến hắn mà đến, tốc độ quá nhanh, hai hơi thời gian đã đến trên đỉnh đầu hắn uổng phí. Hưu, mặc dù biết né tránh không được, Giang giật vẫn là trước tiên vận chuyển huyền hoàng chi lực hướng trái phía dưới vào tới. Hắn một đầu đâm vào trong hồ nhỏ, hắn coi là nước hồ có thể thay đổi lôi điện phương hướng, cuối cùng hắn phát hiện vẫn là quá ngây thơ rồi. Ngoá, dựa vào, mẹ kiếp, toàn thân truyền đến một đạo rất nhỏ mùi thịt, giang giật tóc dâu ria triệt để đốt không còn, cái này đến lôi điện so vừa rồi cái kia đạo cường đại gấp 2, mặc dù nhục thể của hắn vẫn có thể nhẹ nhõm gánh vác, nhưng đã có chút khó chịu. Vấn đề trọng yếu nhất, giống như hắn nhớ không lầm, thứ một đạo lôi điện cùng đạo thứ hai lôi điện khoảng cách thời gian, vừa vặn nửa canh giờ. Nói một cách khác, cái địa phương quỷ quái này mỗi cái nửa canh giờ hội hạ xuống một đạo lôi điện mà lại đằng sau lôi điện uy lực hội dần dần tăng cường. Giang giật lúc đầu toàn thân ngay tại run rẩy nghĩ tới đây thân thể run rẩy đến lợi hại hơn. Lôi điện đối với hắn thân thể không có tổn thất quá lớn tổn thương, giống như lôi điện uy lực tăng phúc gấp trăm lần nghìn lần vạn lần đâu hắn có thể hay không bị một đạo lôi điện trực tiếp cho chém thành bột mịn. Hưu, hắn không lo được thân thể còn không có khôi phục, hóa thành một đạo lưu quang bằng nhanh nhất tốc độ hướng nơi xa bay đi, một bên bay hắn một bên mở to hai mắt bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm lối ra. Đáng tiếc cái này không gian tựa hồ cùng băng hồ đồng dạng, vĩnh viễn vô biên vô hạn, hắn lần nữa phi hành nửa canh giờ, phát hiện khắp nơi vẫn là quần sơn bao la, không phát hiện chút gì. Suy suy, xấu nhất tình huống xuất hiện, nửa canh giờ vừa đến, bầu trời một đạo lôi điện như lấy mạng truy hồn lệ quỷ xuất hiện lần nữa, chính xác đánh chúng vào hắn, mà lại. Uy lực lại tăng lên, hô hô, Hắn thân thể theo giữa không trung bị đánh rơi đến xuống mặt thảo nguyên phía trên, hắn từng ngụm từng ngụm thở, cũng không chạy, tại thời khắc này trong đầu của hắn có một loại minh ngộ. Tầng này giống như dựa vào chạy, cuối cùng sẽ bị tươi sống đánh chết. Hắn theo ba đạo lôi điện tăng phúc cường độ suy đoán ra một cái kết luận, nhiều nhất 50 cái canh giờ, 100 đạo lôi điện đánh xuống về sau, hắn đem hôi phi yên diệt. 50 cái canh giờ hắn chạy không được quá xa, cái này không gian nhìn vô cùng vô cùng đại, hắn là không thể nào tìm tới ra miệng cái kia bố cục người chắc chắn sẽ không để hắn dễ dàng như vậy tìm đến cửa ra. sở dĩ hắn chỉ có hai lựa chọn hoặc là nghĩ biện pháp gánh vác lôi điện hoặc là chết. muốn gánh vác lôi điện chỉ có một con đường có thể đi cảm ngộ lôi điện bản nguyên áo nghĩa. giang giật tại thiên tinh giới cảm ngộ lôi điện đạo văn cảm ngộ sau hắn tự không sợ thiên tinh giới lôi điện. bất quá đạo văn cấp quá thấp lôi điện pháp tác hiển nhiên cũng không đủ chỉ có cảm ngộ lôi điện bản nguyên áo nghĩa hắn cảm giác mới có cơ hội sống sót. Không đúng, trong đầu của hắn không hiểu hiển hiện một cái ý nghĩ, tựa hồ đây hết thảy đều là đang khảo nghiệm hắn băng hồ bên trong khảo nghiệm nghị lực cùng tâm tính trong sơn cốc khảo nghiệm dũng khí cùng trí tuệ tầng này khảo nghiệm có thiên tư. Vấn đề là, vì sao muốn khảo nghiệm hắn? Ác ma thâm uyên cái kia kinh khủng tồn tại, khảo nghiệm hắn làm cái gì chẳng lẽ chuẩn bị thu hắn làm truyền nhân, để hắn nhất thống thiên yêu giới, trở thành yêu tộc đại đế còn có cái này tồn tại rốt cuộc là thứ gì nó vì sao không đi ra ác ma thâm uyên? chương 1815, lôi điện áo nghĩa. Ác ma thâm uyên cái này tồn tại, tại thiên yêu giới một mực là bí mật, nghe nói tại yêu tộc tiến vào thiên yêu giới thời điểm, ác ma thâm uyên liền là đệ nhất tuyệt địa, cái này tồn tại là ở nơi này. Mấy ngàn năm qua, cái này tồn tại một mực không có đi ra khỏi ác ma thâm uyên. Cho dù có yêu tộc tới gần vực sâu, nó cũng sẽ không để ý tới, chỉ có tiến vào ác ma thâm uyên về sau nó mới có thể xuất hiện. Tại nó sau khi xuất hiện, tiến vào yêu tộc không còn có ra qua, ngoại trừ bốn vị đại đế. Đương nhiên, còn bao gồm giang giật cùng thiên bằng vương hạn bạt vương, lần trước bọn hắn hạ ác ma thâm uyên mấy vạn trượng, còn thân hơn mắt thấy đến cặp mắt kia, cuối cùng nhưng lại không biết vì sao cái kia tồn tại không có để lại ba người. Rất rất nhiều nỗi băn khoăn, sợ là chỉ có ác ma thâm uyên chủ nhân nó mới có thể cho ra đáp án. Giang giật giờ phút này không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, hắn nhất định phải tại 50 cái canh giờ bên trong nghĩ biện pháp gánh vác bầu trời đánh xuống lôi điện, bằng không hắn đem hôi phi yên diệt. 50 cái canh giờ rất dài, hạ giới thời gian đi tính có 4 ngày, nhưng đối với thượng giới người mà nói đây chẳng qua là một cái trước mắt thời gian. Đừng nói cảm ngộ một cái bản nguyên áo nghĩa, coi như lĩnh hội một cái thần thông đều rất khó. Giang giật phi thường tinh tường điểm này, không bằng hắn cũng không có tuyệt vọng. Hắn không cần đem lôi điện bản nguyên áo nghĩa cảm ngộ đến đại thành, hắn chỉ cần nhập môn là được, chỉ cần có thể nhập môn ngăn trở thần lôi khả năng tự phi thường lớn nhập môn kia đại biểu lôi điện bổn nguyên đối với hắn công nhận đã công nhận lôi điện đối với hắn lực tổn thương tự nhiên sẽ đại giảm năm đó ở thiên tinh giới hắn cảm ngộ ngũ tinh đạo văn thiên đế sẽ còn ban cho cửu thiên tinh thần chi lực đây chính là thiên địa pháp tắc đối với hắn tán thành nhập môn kia đại biểu thiên địa pháp tắc bản nguyên áo nghĩa đối người sơ bộ công nhận nếu không người cả một đời đều không thể bước vào ngưỡng cửa này có thể nhập môn cũng đại biểu người tu luyện đối với vật này, có bước đầu cảm mộ, có thể minh bạch bên trong áo nghĩa, minh bạch bên trong trí lý. Sở dĩ chỉ cần tại cái này 50 cái canh giờ bên trong, có thể đem lôi điện bổn nguyên nhập môn, giang giật liền có thể có sống tiếp hy vọng. Bất quá đây đều là giang giật suy đoán, sự thực là không phải như thế, ai cũng không biết. Giang giật lựa chọn tin tưởng mình trực giác, hắn cũng không chọn địa phương, tự xếp bằng ở một đỉnh núi phía trên, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bắt đầu cảm ngộ lôi điện bổn nguyên áo nghĩa. Hắn từng tại thần tứ bộ lạc thiên lôi đảo bị lôi điện đập tới rất nhiều lần, đối với lôi điện có một ít sức chống cự, cảm ngộ một cái lôi điện đạo văn, lôi đình chi nộ. Bất quá cái kia đạo văn tương đối thượng giới pháp tác bản nguyên áo nghĩa tới nói quá đơn giản, cấp quá thấp. Nhiều nhất liền là mượn nhờ thiên địa chi lực, triệu hoán lôi điện thôi, đối với lôi điện bản chất bản nguyên căn bản không có bất luận cái gì hiểu rõ. Lôi điện bản nguyên áo nghĩa là cái gì? Giang giật nhức đầu, hắn trước kia cảm ngộ một cái bản nguyên áo nghĩa, liền là tại đạo thiên bí cảnh bên trong cảm ngộ thiên tuyển vận luật. Vấn đề là, cái kia thiên tuyển vận luật là hắn ở bên trong lúc ngủ, vô ý ở giữa khắc họa xuống tới. Không sai biệt lắm cũng không phải là hắn cảm ngộ, mà là cưỡng ép nhét vào trong đầu của hắn, để hắn chiếu vào đi lĩnh hội là được, đó cùng đọc sách chết đồng dạng, độ khó thấp không biết bao nhiêu lần. Thiên tinh giới có thần bia, có thiên hỏa, cái này kỳ thật cũng là một cái đạo lý, cường giả lợi dụng vô thượng thần thông đem chính mình cảm ngộ pháp tác đạo văn khắc sâu tại thần bia bên trên ấn ký tại thiên hỏa bên trong hậu nhân có thể thông qua thần bia thiên hỏa đi cảm ngộ pháp tác đạo văn mặc dù quan sát thần bia thiên hỏa không nhất định có thể cảm ngộ pháp tác đạo văn nhưng ít ra có phương hướng tiền nhân cho hậu nhân chỉ dẫn một đầu chính xác đường để hậu nhân lần theo cái này phương hướng tiền vào cuối cùng tuyệt đối có thể đến đến điểm cuối cùng muốn đi cảm ngộ mộ một vật tựu khó khăn nhiều bởi vì hoàn toàn không có phương hướng không biết hướng bên nào đi không biết bên nào là chính xác thậm chí hắn căn bản không biết nơi nào có đường trong đầu của hắn xuất hiện một vài bức hình tượng bầu trời một đạo lôi điện xé rách thương khung oanh minh mà xuống những nơi đi qua đại sơn vỡ ra cây cối nổ là bột mịn lôi điện đại biểu hủy diệt có thể hủy diệt một ít sự vật giang giật não hải hiển hiện một cái ý nghĩ lập tức rất nhanh lại lắc đầu mặc dù hắn đối với rất nhiều bản nguyên áo nghĩa không hiểu nhiều lắm nhưng hắn biết rõ có một loại hủy diệt áo nghĩa tỷ như đao lãnh tự cảm ngộ hủy diệt áo nghĩa đã từng thả ra một chiêu bên trong dung hợp ba loại áo nghĩa tự có hủy diệt áo nghĩa đã có hủy diệt áo nghĩa tồn tại lôi điện tự nhiên là không thể nào là hủy diệt áo nghĩa không phải hủy diệt đó là cái gì chẳng lẽ là hỏa diễm lôi điện đánh xuống có thể khiến người ta toàn thân da lông đốt cháy khét giờ phút này giang giật toàn thân lông tóc toàn bộ không còn chính là cho lôi điện đánh cho giống như hắn nhục thân không đủ cường đại lời nói giờ phút này đoán chừng thân thể cũng thay đổi thành một đống tiêu thịt. Cũng không phải, kim mộc thủy hỏa thổ, đây là thiên địa ngũ hành, hỏa hệ khẳng định có hỏa hệ bản nguyên áo nghĩa, lôi điện là lôi điện, cũng không phải hỏa làm sao có thể là hỏa hệ bản nguyên. Xét đánh thường thường đại biểu muốn mưa, chẳng lẽ cùng thủy hệ bản nguyên có quan hệ nước là vạn vật chi nguyên, nếu như vậy coi là, lôi điện bổn nguyên lại cùng sinh mệnh bản nguyên dính dáng đến quan hệ. Lôi sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, sinh sôi không ngừng vạn vật sinh trưởng chẳng lẽ lôi điện là sinh mệnh bản nguyên cứ tính toán như thế đến lôi điện cùng rất nhiều bản nguyên áo nghĩa đều có quan hệ a à, lôi điện đến cùng là cái gì lôi điện là thế nào tới lôi điện chân chính bản nguyên là cái gì giang giật càng nghĩ không phải hắn quả thời gian trôi qua nhanh chóng nửa canh giờ thoáng cái đi qua bầu trời đúng giờ truyền đến một đạo tiếng xé gió hắn vội vàng vận chuyển huyền hoàng chi lực để nhục thân tăng phúc đồng thời tập trung tinh thần đi cảm thụ lôi điện bổ xuống lúc, bốn phía thiên địa nguyên tố biến ảo. Hưu, một đầu to lớn ngân long phá không mà đến, lóe lên một cái rồi biến mất đánh chúng vào giang giật đầu, hắn thân thể thoáng cái tự bị đánh bay, theo dưới đỉnh núi lăn xuống mà xuống. Toàn thân hắn có rút run rẩy không ngừng, da làn da khói đen bốc lên, bị nhiệt độ cao cho nướng khét, mặt một mảnh cháy đen, tựa như tên ăn mày. Thân thể của hắn bản năng run lên một cái, tại một đầu trong khe nước, nửa người vùi vào nước bùn bên trong. Ánh mắt hắn nhưng không có mở ra, thân thể cũng không có còn lại cử động, hắn không đi quản nhục thân, giờ phút này não hải tại phân tích vừa rồi lôi điện bổ xuống lúc, thiên địa ba động, bốn phía nguyên tố dị động. Không sai, vừa rồi hắn rõ ràng cảm ứng được, tại lôi điện đánh xuống lúc, thiên địa bên trong kim mộc thủy hỏa thổ nguyên tố đều đi theo động, toàn bộ hội tụ tiến vào lôi điện bên trong. Cuối cùng hình thành một cỗ kinh khủng mà năng lượng kỳ dị, tiến vào bên trong thân thể của hắn. Lôi điện thế mà không phải đơn thuần lôi điện bên trong vào có kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố giang giật linh hồn có chút chấn động tựa hồ phát hiện một cái thiên đại bí mật kim hệ đại biểu hủy diệt không gì không phá sở dĩ lôi điện có thể đem đại sơn thạch đầu cho chém nát hỏa hệ năng lượng sinh ra nhiệt độ cao sở dĩ toàn thân hắn làn da biến thành tiêu thịt bất quá một khí hậu ba loại năng lượng giống như cũng không có phát huy tác dụng a tốt chính là bởi vì không nghĩ ra giang giật mới kích động lên hắn thầm kêu một tiếng tốt giống như hắn có thể nghĩ thông suốt một khí hậu ba loại nguyên tố dung hợp vào trong sấm xét phát huy cái tác dụng gì, có lẽ hắn liền có thể cảm ngộ lôi điện áo nghĩa, tránh thoát một kiếp này.